được khoảng hơn 2 năm rồi. Và do bạn nữ đó rất là cá tính, rất là hung dữ. Có quánh em không? Chứ không quánh, nhưng mà nói chung là nói những lời như là không thích thì thôi. Nói gì bình thường đâu có hung dữ. Chửi độn nữa, chửi độn nữa. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi bây giờ mời hai bạn giới thiệu về mình. Xin chào chị Giác Tường. Chào anh Nguyễn Linh. Chào bạn. Chào tất cả mọi người. Em tên là Trần Thế Hiển. Năm nay em 33 tuổi. Em hiện đang là nhân viên kỹ thuật tại công ty Intel. Và em đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em tên là Nguyễn Phương Hoài Trúc. Hiện nay em 22 tuổi. Em sinh sống với gia đình tại Thành phố Hồ Chí Minh. Em là sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức. À, năm nay năm cuối hả em? Dạ, năm cuối. Bây giờ chị hỏi lý do tại sao em tham gia chương trình mà muốn hẹn hò. Mình đang sinh viên năm cuối, trong trường cũng nhiều bạn bè. Thế là mới 22 tuổi à, đã ế đâu. Là em muốn có một mối quan hệ nghiêm túc. Với lại quen được bền lâu á, thì mình có cái thời gian để mà mình phát triển cùng nhau hơn. Dạ. Em gái ơi, em mới 22 tuổi, em nghe anh bên này giới thiệu 33 tuổi. Em có thấy ngại gì không? Dạ, cũng không. Em thích quen lớn tuổi hơn nhiều hay là sao? À, em thích người lớn tuổi hơn, với lại nếu mà bề ngoại thì phải cao to hơn em. Cao to hay không một chút xíu nữa chị. Em ơi, lớn tuổi người ta chiều chuộng lắm em. Dạ. Lớn tuổi người ta dễ thương lắm em. Bởi vì mấy người quen lớn tuổi giờ xuống lắm. Chưa chắc à. Thiệt mà. À, hồi phân giải. Bây giờ em giới thiệu chút xíu về bản thân mình đi. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, em có điểm mạnh là người hòa đồng, biết lắng nghe và chia sẻ với mọi người. Thích làm việc nhà, với lại làm những cái việc, cái đồ handmade. Đó là ưu điểm, còn khuyết điểm mình là gì? Dạ, khuyết điểm em thì em không có biết chạy xe máy. Hả? Ủa rồi em đi học sao? Dạ, thông thường thì em đi bằng xe buýt, với lại nếu mà gần thì em đi bộ. Vậy á hả? Xe 22 tuổi ta tập chạy xe máy chứ ai để đi xe buýt hoài. Thì em thấy sau này mình không đi xe buýt thì mình đi xe hơi cũng được. À, mình đi không đi xe máy mà đi xe hơi cũng được. Bên kia có chịu làm tài xế không? Sao bạn? Em có thể tập cho bạn đó chạy được mà. Được không? Được. Ưu điểm của bạn là gì? Em là người rất là vui tính, em là người sống trách nhiệm và rất là trung thủy. Tốt, quá tốt. Em cũng hay quan tâm tới bạn gái. Hay quan tâm bạn gái? Có quan tâm bạn trai không? Dạ không. Rồi, khuyết điểm là gì? Thì em có rất nhiều khuyết điểm. Em là người ít nói. Ít thiệt á, nói xong em ru luôn. Còn gì nữa không em? Rồi, khuyết điểm gì nữa không? Em là người ít nói. Ít nói? Cầu toàn. Đó là cũng là ưu điểm, là khuyết điểm luôn đó. Và em hay chiều lòng người khác. Đặc biệt phụ nữ ha. Dạ đúng rồi. Phụ nữ thì luôn phải được trân trọng và nâng niu. Hay quá, câu này hay quá. Rồi, nhưng mà giờ anh Minh đó là 33 tuổi rồi, mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi anh? Dạ, em trải qua được 3 mối tình nhưng mà không có sâu sắc gì ơi. Mối tình gần nhất thì chia tay được khoảng hơn 2 năm rồi. À, do bạn nữ đó rất là cá tính, rất là hung dữ. Cho nên em chịu không được. Gái hung dữ lắm hả? Dạ hung dữ lắm. Hung dữ nhất là lần nào? Anh chưa tưởng tượng được. Quánh em à? Có quánh em không? Dạ không quánh, nhưng mà nói chung là nói những lời như là không thích thì thôi. Ví dụ vậy. Nói gì bình thường đâu có hung dữ. Không thích thì thôi. Đâu có hung dữ, nói sao? Chửi lộn nữa, chửi lộn nữa. Chửi luôn hả? Có, chửi em luôn mà. Đuổi em về đi, đi về đi. Cũng đâu hung dữ đâu. Đừng tới đây nữa. Nhiều khi tao giận lên, tao nói thôi đi về đi. Còn gái không có, không đi về. Gì đó hả? Đi về. Dở ẹt, con gái kêu anh đi đi là anh ở lại. Nói ba lần rồi. Nói ba lần luôn. Bỏ tài. Đi về, đi về. Đi về không, đi về. Mà cũng đâu phải đâu chị nào mà. Hút xéo, hút xéo. Đó, đó mới là hung dữ. Trời ơi, vậy chắc tôi không dữ dữ lắm luôn đó. Giờ không biết tôi đuổi bao nhiêu người rồi nữa. Bà mình chưa có dữ không hả? Dạ, cũng có đôi chút mà. Đôi chút hả? Có khi nào nó đi về không? Dạ không, em thì em không có lớn tiếng. Em nhưng mà mối tình rồi. Mà em sẽ nghiêm. Dạ, một mối tình. Một mối tình, bao lâu rồi, được bao lâu? Được một năm.
nhưng mà là không có hợp nhau về vấn đề tôn giáo. Em đạo gì em? Dạ em đạo Chúa. Đạo gì? Dạ em không có đạo ạ. Tốt. Rồi. Khỏe rồi em, khỏe rồi. Rồi khỏe rồi, rồi bây giờ tới thôi, luôn đi. Tới người tình trong mộng đi. Rồi bây giờ em muốn mẫu tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Về bề ngoài thì anh phải cao to. Rồi em cao to, để lát qua coi coi. Dạ. Cao nhiêu, cao nhiêu? Dạ, phải 1m65 trở lên, 1m7 thì tốt. Được, cái đó dễ mà. Về tính cách thì phải là người chân thành, trung thực. Em thì em không thích người hút thuốc. Có hút thuốc không? Dạ không chơi. Không luôn. Như là mê gái quá cũng không thích. Có mê gái không? Có ông nào nhận cũng mê gái đâu trời. Ngon lạnh. Trời. Ngon lạnh, cao cao nhiêu, cao nhiêu? Tại ông cao mấy 65 ạ. Mấy 65 ngon. À cặp này 3322, cặp mình số cặp không ha. Ừ. Rồi mình ráng mình nuôi 2-3 năm rồi mình cưới luôn. Ủa hoa chị nào tiến tới hôn nhân được? Khi nào tình yêu đủ lớn ạ? Tình yêu đủ lớn hay cô này đủ lớn? Từ 1 năm tới 2 năm. Cứ về ở đâu? Dạ ở một là ở nhà em, hay là ở trong khu nhà em luôn, cũng có nhà nữa. Ở nhà em mà trong khu nhà em có nhà. Là sao? Dạ có 2-3 nhà đang cho thuê. Thấy chưa? À đang cho thuê rồi mình lấy lại mình ở phải không? Dạ, dạ. Mà nói nghe nè, ai xịt dầu thơm mà thơm dữ vậy? Ai xịt vậy? Dạ chắc em á. Sao mà đứng đây mà bát ngát dầu thơm luôn vậy trời, ác mùi dầu thơm của tôi luôn á, đó tôi chưa thấy ai vậy luôn á. Mai ta gặp bạn gái tao phải xịt dầu thơm vậy chứ. Chị hơi bị thính đó. Này chắc dầu dừa hay gì á. Rồi. Vậy thì mình có phải làm dâu không em? Cũng có chị. Có làm dâu. Mẹ có khó tính lắm không? Dạ mẹ em dễ và nấu ăn rất ngon ạ. À, mẹ có dặn tìm mẫu người con dâu như thế nào không? Em mong đợi sẽ tìm được người bạn gái hiền, nữ tính, chân thành và hiện đại. Chị về chị hỏi cái vụ làm dâu chịu không? Làm dâu được không bé? Dạ nếu mà tình cảm đủ lớn thì cái vấn đề nó không quan trọng. Được mà, với lại em khéo tay nè. Anh sẽ qua ngon lành thăm đàn gái cái nha. Cho em đi với. Em đi với, chờ chút đi. Ồ, chào em gái. Dạ. Dễ thương. Bây giờ nghe anh nói tưởng tượng ảnh sao? Dạ chắc là một người rất là nam tính, bản lĩnh. Anh dễ thương lắm. Dân mà dân kỹ thuật á, thành ra đôi khi ít nói nè, hơi khô khan chút xíu. Dạ không sao, khô khan thì em bù lại được. Em không thích gia trưởng nữa. Anh thấy ổn đó. Được. Dễ thương lắm em. Hôm nay em có đi với người thân không em? Dạ có. Rồi em đi với ai? Dạ em đi với mẹ em, với lại cô, với bạn. Dạ chào cô. Cô có yêu cầu gì bên đàn trai không? Tại vì Thanh thì Thanh bên đạo Chúa, thì Thanh nói chung là cũng có một cái niềm tin của mình. Thì Thanh cũng muốn rằng nếu như bạn trai, bạn nam đây á, thì chung một chí hướng thì điều đó là tốt đối với lại gia đình và con gái. Dạ theo con thì khi mà mình có tình yêu mình sẽ vượt qua được tất cả. Cô cũng mong như vậy. Cô mong là như thế. Rồi cảm ơn cô. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với em trai của em. Do ba mẹ cũng lớn tuổi nên không có đến được. Em là Khang, là em ruột của anh Hiển. Anh Hiển của em thì rất là hiền, chân thành. Khi mà yêu một người thì sẽ yêu hết mình, luôn chỉ hết mực. Và đặc biệt là không bao giờ khiến cho người yêu mình buồn. Còn về chia sẻ về chị Trúc thì em thấy là chị rất là dễ thương, xinh xắn, tính tình rất tốt, rất là nhẹ nhàng, nói chuyện rất là nhẹ nhàng. Thì em thấy hai anh chị rất là hợp với nhau. Thì em hy vọng rằng hai anh chị sẽ cho nhau một cơ hội để có thể tiến xa hơn. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt nha. Kéo màn. Anh có quà tặng em. Dạ, em có món quà tặng anh. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn anh. Chúng ta sẽ có khoảng không gian riêng để các bạn trò chuyện. Mời các bạn. Em có hay đi du lịch không? Dạ có, nhưng mà em không có thích đi phụ. Nghĩa là em chỉ đi du lịch tour hoặc là đi với gia đình. Đi du lịch bằng xe buýt. Anh ta không có thích đi Honda cho nên người ta không thích đi phượt cái Honda. Dạ em thấy lại đi phượt cũng nguy hiểm, với ba em cũng không có cho em đi. Anh cảm thấy em như thế nào? Nãy giờ nói chuyện thì anh thấy em là một người rất là dễ thương. Dạ. Chân thành. Rồi coi bên này cổ tặng cái gì kìa, đó coi thử cái tay nghề cổ coi. Dạ. Wow. Rất là dễ thương. Sao làm được em? Em mới làm có tối qua. Ồ hay quá nha, dễ thương nha. Được. Rồi, em ở quận mấy em? Dạ, quận 9. À, anh ở bên Thủ Đức, hơi xa. Trời ơi. Xa quá hả? Thật ra thì nhà anh ở Thủ Đức, anh làm việc ở quận 9.
Dạ. Đến công ty anh vậy gần xa, gần xịt gần xa gì nữa. Thì em nói giỡn mà chị. Dạ. Vui 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 vui. Nãy giờ giờ mới thấy vui nè. Nếu mà gần nhau như vậy thì anh một tuần có thể mình gặp nhau khoảng 3 tới 4 lần em. Dạ đúng rồi. Em thích mình hẹn hò ở đâu trong lần gặp đầu tiên? Dạ em thì thoải mái sao cũng được. Em không có khó khăn về cái vấn đề phải bắt bẻ người khác như sao. Tính em không có thích bắt bẻ người khác. Quá dễ thương rồi, vậy là ngon lắm rồi đó. Cười, chấm chém rồi. Cảm nhận cô gái đó làm sao, nãy giờ cảm nhận sao? Bạn gái rất là dễ thương, rất là ngoan và hiền. Quá ngoan, quá hiền, quá dễ thương luôn. Dạ. Có trong cái suy nghĩ của em không? Dạ có ạ. Em thấy thích không? Dạ thích ạ. Vui vậy, vui vậy. Hy vọng là chúng ta có thể cho nhau cơ hội để cùng... Em hát bài nó tặng bạn gái đi. Dán lên anh hát. Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh đèn vàng thắm lên bên ô cửa nhỏ. Tình yêu là những chiều em từng đêm mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi. Bên xe có những lúc trái tim đau đớn khôn nguôi. Vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi. Em gái đáp lại liền. Em cũng bị đau họng, nãy em định hát theo anh đó nhưng mà em hát không nổi. Được rồi, sao? Hát bài riêng em đi được không? Em cũng chuẩn bị bài đó. Ủa vậy đó hả? Trời ơi. Đâu mà trùng hợp vậy? Thiệt luôn hả? Bây giờ mình làm lại thử hai người cố gắng hát xong ca thử coi được không? Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh đèn vàng thắm lên bên ô cửa nhỏ. Tình yêu là những chiều em từng đêm mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi. Bên xe có những lúc trái tim đau đớn khôn nguôi. Vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi. Trời ơi, một sự trùng hợp. Đâu mà trùng hợp dữ vậy. Quá dễ thương. Rồi, bắt đầu để tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, nắm tay đi các bạn. Chúc mừng các bạn đã đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau. Nào, đây là chiếc vé xem phim. Chúc các bạn sẽ có một không gian thật lãng mạn để đến với Cinebox 212 để chiến thắng. Tặng hai bạn bộ sản phẩm của thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Skin Azek Hàn Quốc. Gửi tặng hai bạn sản phẩm của Kumagon. Hết đau dạ dày, tận hưởng cuộc sống. Và đây là nước xịt thơm miệng thảo dược Relax gửi tặng cho hai bạn. Tay nào nắm tay thì chặt nha và hôn một cái đầu tiên để nhớ ngày hôm nay. Xin cô đi đó là rất đẹp đôi, nhớ ngày hôm nay bạn nhé. Đây là giây phút đầu tiên rất ấn tượng trước ba mẹ cũng như là trước ông bà đang xem trên tivi và rất nhiều khán giả. Nhớ những gì mình đã nói, nhớ những gì mình hứa, mình phải làm cho đúng nha. Chúc các bạn hạnh phúc. Nào, nắm tay bạn gái, nắm chặt vào. Em khỏe không? Khỏe à? Giờ em làm gì để có thể chứng tỏ cho chị thấy là em khỏe? Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời Thảo Mai. Mời bạn nữ ra sân khấu. Rồi, mời em ngồi. Mời bạn nam. Rồi, bạn. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu đi em. Dạ, em chào mọi người. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh ạ. Chào bạn kế bên ạ. Dạ, em tên là Lai Kim Thoa. Năm nay em 26 tuổi, em quê ở Tây Ninh. Thì hiện em đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn ạ. Hoa làm nghề gì Hoa? Dạ em tên Thoa ạ. Nhưng mà em làm Hoa hả? Dạ em làm nhân viên kinh doanh bất động sản ạ. À, bất động sản hả? Làm thành phố Hồ Chí Minh ở chỗ nào em? Dạ đúng em làm em. Hiện đang làm ở bên quận 8 ạ. Quận 8, rồi. Mời bạn trai giới thiệu. Xin chào anh Quyền Linh. Xin chào chị Cát Tường. Chào em. Xin chào bạn gái.
Dạ, em xin chào tất cả mọi người ạ. Em là Lê Minh Luân, năm nay 25 tuổi. Em đến từ Đồng Tháp 10. Hiện tại em là cố vấn dịch vụ tại một hãng ô tô Suzuki. Bây giờ mình sẽ hỏi với nhau đi. Bạn hỏi bên kia đi, đó, bạn hỏi bạn Thoa đi. Nào, xuyên qua bức màn có thể mình hiểu nhau. Cố vấn dịch vụ là cũng dữ lắm à. Cho anh hỏi lại là em đến từ đâu ạ? Em đang làm việc ở Sài Gòn, em quê ở Tây Ninh ạ. À, Tây Ninh. Dạ. Em lúc rảnh em thích làm gì? À, dạ thì thời gian rảnh thì thường em đi với bạn nhiều, đi cà phê, thì đi chơi bên ngoài thôi. Em có ưu điểm, khuyết điểm gì không? Hỏi đi. Chị Cát Tường ơi, giúp em với, em hết biết hỏi gì. Trời ơi. Em hỏi ảnh đi cũng được, hỏi bây giờ anh có ngại quen người lớn hơn mình tuổi không? À, thì do em là lớn hơn anh một tuổi á, thì không biết là anh có ngại không á. Cái này hả? Nó hơi bị bình thường. Chuyện bình thường thì mình mạnh mẽ lên nha. Không có bình gì thường mà là tại vì trước đó em có quen một người, là cái bạn đó tới lớn hơn em đến 6 tuổi rồi. Nên là một tuổi thì đối với em không thành vấn đề. Được, vậy được. Ưu điểm của em là gì? Em là người sống có trách nhiệm. Em làm việc hay gia đình hay tình cảm gì, tất cả em đều rất là có cái tâm. Em chỉ học hỏi, em rất là cầu tiến. Ừ, tốt. Khuyết điểm là gì? Em ngoại hình hơi nhỏ đó. Đâu, dễ thương vậy được rồi. Khỏe, quan trọng là khỏe không? Khỏe anh. Khỏe là được rồi. Khỏe hả? Ừ. Khỏe hay không, chút tôi qua tôi kiểm tra rồi mới biết. Rồi, em giới thiệu ưu điểm, khuyết điểm của mình đi em. Ưu điểm của em thì em thấy em là người khéo léo, cho nên những cái công việc mà như nấu ăn này nọ, là làm bánh, em đó là cái sở thích của em luôn. Em làm được cũng khá khá loại bánh à. Giỏi. Ưu điểm của em thì em cũng hay suy nghĩ với người khác á. Em cũng đoán được cái suy nghĩ của người ta nữa. Còn khuyết điểm, mình có khuyết điểm gì không nè? Dạ, khuyết điểm thì cũng có lúc em nói nhiều lắm. Nó gọi là càm ràm á. Ồ. Rồi mình trải qua được bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em mặc dù là lớn hơn đó một tuổi thiệt, nhưng mà về mối tình chắc là em không có kinh nghiệm bằng bạn bên đó rồi. Thì em chưa có quen ai đâu. 26 tuổi chưa quen ai hết hả? Dạ đúng rồi chị. Em chưa có quen ai cho nên là... Sao cũng xinh xắn nhỏ nhắn vậy mà, tại sao không có ai? Thì trước giờ thì cái tính em thì em thích đi ra ngoài nhiều. Nhưng mà những cái mối quan hệ của bạn thì không phải là nói chuyện một hai lần đầu là em có thể thoải mái với người đó được. Nên em nói chuyện một hai lần đầu thì nói chung là mình, người ta không có biết được cái tính mình như thế nào á. Người ta không có thể là chắc không có thích lắm. Rồi, bạn trai, đó, giờ nghe Thoa giới thiệu vậy nghe có khoái không? Chưa có mối tình nào nha. Dạ khoái. Rồi khoái. Rồi vậy thì em có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em cũng có một vài mối tình, nhưng mà đáng nhớ nhất thì chỉ có một thôi chị. Rồi, lý do tại sao chia tay? Thì cái điều đặc biệt đó chị, thì cũng là lý do chia tay luôn đó chị ơi. Điều đặc biệt là sao? Điều đặc biệt là cái bạn đó lớn hơn em 6 tuổi đó anh. Quen được bao lâu, quen bao lâu thì chia tay? Khoảng 6 tháng đó chị ơi. Ồ. Miễn thích là người ta không phân biệt tuổi tác đúng không? Dạ. Bây giờ em lớn hơn có 1 tuổi à. Cho thấy không khí thấy hai người hơi buồn buồn chút nè. Bạn nữ bên kia hát thử coi. Hát lớn lên cho bên này nghe coi. À, chắc em đứng dậy xíu. Đứng dậy luôn cũng được. Dạ. Nhảy múa luôn càng tốt. Để anh qua anh coi trước giùm em nha. Ví dụ đứng dậy múa hát rồi. Dạ em hát thôi anh. Coi luôn coi dạ. Anh qua nói bên kia. Em hơi run cho nên là em hát thì chắc. Thoải mái luôn nào. Góc phố đây nơi mình quen nhau, có những chiều mưa rơi ướt vai, có những lần mình hẹn ngày mai, hẹn chung lối yêu. Ô, hát hay mà, rất ngọt. Em không thích đàn ông điều gì? Dạ em thì giống như mọi người thôi, thì nếu mà bạn đó lăng nhăng thì em không thích được đâu. Thôi, còn gì nữa, cái gì mà ngoài cái đó? Có yêu cầu đặc biệt không? Có không thích gì đặc biệt không? Dạ đừng có nói nhiều quá. Nói nhiều, anh bên kia cũng không nhiều lắm. Nếu như anh ấy đồng ý hẹn hò với em, hai người đồng ý rồi, thương yêu nhau rồi, khoảng bao lâu thì anh có thể tiến tới được? Hiện tại thì em 26 tuổi, từ đây tới trước năm 30 tuổi là ok hết. Rồi, ổn. Bây giờ nghe chưa? Em có đặt ra cái mẫu người bạn trai lý tưởng mình là người như thế nào không? Do em cũng không có cao lớn lắm, cho nên là cái bạn đó thì cứ lớn hơn em, cao hơn em tầm một xíu là được rồi. Nếu mà bạn đó có chơi thể thao thì tốt, tại vì nhìn nó người khỏe mạnh thì em thích hơn à. Như bên này hơi nhỏ con, ốm yếu, để lát chị qua chị coi thử. Bạn này chơi thể thao dữ lắm luôn á, đánh cờ nè.
Em khỏe không? Khỏe à. Giờ em làm gì để có thể chứng tỏ cho chị thấy là em khỏe? Em nghĩ nam mình thể hiện chắc hít đất quần hít xà thôi chứ nào có gì nữa. Rồi em làm đi. Chị có giới hạn không hả chị, hay là nói chung là em cho nhiêu chị lấy nhiêu à? Quan trọng là coi thái độ khỏe không thôi. Đúng rồi. Lâu lắm mà không có luyện. Luyện hả? Đừng xỉu đây nha. Đứt nhõng lên trên vậy. Sát luôn, dễ sợ chưa? Mặt sát luôn kìa. Đó. Coi chừng cái lỗ mũi. Được. Thôi được rồi. Được rồi, tốt rồi. Chị tim ổn định không? Dạ được. Rồi ngồi ghế đi. Có cái điểm gì em không thích ở người bạn gái? Em không thích con gái sơn móng tay là sơn móng tay đẹp mà. Sao vậy, tự nhiên sơn móng tay có gì đâu không cho sơn. Không thì cái đó là không phải là xấu, nhưng mà có điều bản thân em không thích thôi. Rồi. Dạ, với đừng có xăm mình nha chị. Rồi, có gì nữa? Với đừng có ăn mặc hở hang quá là được rồi. Hình như em hơi... sao khó chịu vậy? Dạ, em muốn mẫu người sao em nói đi, cái mẫu người lý tưởng của em sao? Em thì mẫu người của em hướng về cái phần người phụ nữ truyền thống đó chị. Rồi. Nhưng mà em cũng có tiêu chuẩn như người phụ nữ mà em thích là phải 4S mà 3H. 4S, 3H. Rồi S gì, H gì? Giống số xe quá vậy. SH. S thứ nhất là sang, sáng, sạch. Mới có 3 hả? Còn S còn lại là chữ S đường cong á chị. Trời ơi. Sang, sáng, sạch. Rồi, còn 3H. Còn 3H đó là hiền, hiếu với hạnh á chị. Trời ơi, dữ vậy đó hả? Dạ, cái đó là ước mơ thôi chị ơi. Ước mơ còn chị là mơ. Thực tế thì cái đó thì em nói với chị đó, mơ ước thôi. Còn thực tế thì phụ nữ sống hiếu thảo nè, chân thành là được rồi. Đúng rồi, vậy thôi. Bên kia được, tướng tá được, sức khỏe được. Còn tiêu chuẩn thì hơi mơ mơ tưởng quá. Thôi nghe ý kiến gia đình cái coi nha. Hôm nay em đi với ai nè? Dạ em có đi với chị họ của em với lại bạn thân của em ạ. Dạ em chào anh Huyền Linh, chị Cát Tường và mọi người trong khán phòng hôm nay ạ. Rồi chào em. Em nói đôi chút về bạn nam bên đây á, thì có vẻ hơi nhỏ con. Rồi. Một bên thì là bên bé Thoa là bán nhà bên đi bán xe, hai bên cùng giàu rồi. Dạ còn về bên Thoa thì Thoa dễ thương, hiền, đặc biệt là Thoa nấu ăn rất là ngon. Em cứ đi làm mà về là sẽ có món ăn cho em ăn. Có không, hay là ước mơ chỉ là mơ? Thì hy vọng là Thoa với bạn nam này thì có thể là tiến tới xa hơn. Rồi cảm ơn em. Sao bạn, bạn đi với ai? Dạ cô chị đồng nghiệp trong công ty em. Rồi chào em. Em chào Huyền Linh, chị Cát Tường và các vị khán giả trong khán phòng hôm nay. Chị thấy bạn Thoa bên đây á, thì Thoa về cái phần hướng hiện đại cũng không hiện đại mà truyền thống không truyền thống. Còn Luân bên đây á, thì em nó rất là hiền, rất là nhát. Chị nghĩ là Luân với Thoa là hai đứa hợp nên hẹn hò. Hợp, hẹn hò. Chốt lại là hợp, hẹn hò. Rồi bây giờ quan trọng nhất vẫn là hai bạn nha. Ở cái nhìn đầu tiên, kéo màn lên. Dạ em mời anh. Là bánh tự làm mình là nam ha, nhường lời cho em là nữ. Anh hỏi đi, em hỏi anh trả lời cho. Anh đã chủ động hỏi em chứ. Hai người nói qua nói lại về tới sáng luôn. Dạ thôi để em nói trước nha, tại hồi nãy có một cái anh thích á, một cái người phụ nữ mà có 4S 4H luôn á anh. Dạ thì anh cũng thấy em rồi á, thì anh không biết là có được chữ S với chữ H nào của anh hay không. 10/10. Dạ. Ồ, em tốt vậy. Ôi. 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 Hiện tại thì không biết là công việc anh làm ở đâu anh? Anh đang làm ở Tân Phú, gần Đầm Sen á. Dạ. Em nãy em nói em làm ở quận 8. Dạ đúng rồi. Thì cũng gần ha. Dạ. Anh có thích đi du lịch không ạ? Anh thích đi du lịch, nhưng mà cái anh thích khi nào mà cái khả năng mình có, lúc đó mình tập trung mình đi một chuyến lớn, giống như anh thích đi
Hàn Quốc hoặc là Nhật Bản á. Chứ còn đi nước ngoài thì em chưa được đi à. Thật sự mà nói thì đi phượt thì anh không có thích lắm. Dạ. Nhưng mà nếu đi thì nếu em thích đi thì anh vẫn đi với em được. Dạ. Rồi, đặt tay vào nút bấm đi em. Nào, hãy suy nghĩ thật kỹ các bạn nha. Lắng đọng lại. Chúng ta có nên bấm nút hay không? Bởi bấm nút, chúng ta sẽ có cơ hội đi đến cuối cuộc đời. Bấm nút là chúng ta phải làm tròn trách nhiệm, có trách nhiệm với cái quyết định của mình. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Cuối cùng hai bạn ấy đã bấm nút. Nào hai hai người nắm tay nhau. Người ta chưa có bạn trai đó, chưa có mối tình nào đó. Tay này, tay này, tay này. Trời ơi, nắm mà phải kiều kiều chỉ tay này nữa. Thôi, tay này. Vậy á, cho anh hôn một cái nha. Gửi tặng hai bạn. Phần quà dành cho hai bạn là một bộ sản phẩm cao cấp từ thương hiệu mỹ phẩm nhập khẩu Skin Azak Hàn Quốc. Sản phẩm dành cho hai bạn là sản phẩm của Kumagon. Hết đau dạ dày, tận hưởng cuộc sống. Và đây, nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Một không gian rất lãng mạn. Một không gian để ta có thể tìm hiểu nhau. Nào, hãy đến Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Mời các bạn. Rồi, nắm tay nhau thật chặt và tìm hiểu nhau đi hai bạn. Dễ thương lắm đó. Làm nhân quỷ gia đình của Phát Tường. Wow, ủa sao anh nói chuyện giống như hát vậy? Có đem bằng phát hơn. À, đem cái bằng phát, đem sổ hả? Sổ đỏ đó hả? Trời ơi, lần đầu tiên tôi thấy có người đi tham gia chương trình mà đem theo sổ đỏ luôn trời. Trời đất ơi, đâu cho em coi 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 nha. Trời ơi, hay quá anh ơi. Tức là làm cái chuyện đàn ông chưa? Cái đó thì chắc biết, cái đó tôi với thử. Rồi, tới ghế rồi chị. Mời hai anh chị mở mặt nạ ra. Ok. Rồi, bây giờ mời anh giới thiệu về bản thân mình ạ. Kính thưa các anh chị em, cô bác nội ngoại Sài Gòn, con tên Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1975, quê quán ấp 4 xã Ba Sao, thành phố Cao Lãnh, làm nghề thợ cắt tóc và bán linh kiện điện tử. À, 45 tuổi đang sống ở thành phố Cao Lãnh. Mời chị gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh bên kia và chào tất cả mọi người. Em tên là Ngọc Diễm, em đến từ Cần Thơ và hiện nay em 40 tuổi ạ. Dạ, là mình sinh năm bao nhiêu? Trên giấy tờ thì là 79 chị, nhưng mà thực tế thì em 80, nghĩa là em tuổi khỉ. À, hiện nay em là giáo viên dạy cấp 3. Cần Thơ qua Cao Lãnh bao xa? Cần Thơ qua Lãnh chắc cũng gần. Đi đường cao tốc đi xuống Tiền Giang để về Cần Thơ. À. Biết đường đi gì mà không biết nhiêu cây. Vậy hả? Rồi. Vậy là thí dụ giờ hai anh chị quen nhau thì bao lâu anh có thể xuống thăm chị được một lần? Nửa tháng xuống một lần. Nửa tháng xuống một lần. Dạ. Số ít vậy, gần mặn tuần xuống lần đi. Anh là chủ tiệm luôn hay là chủ sao? Tiệm. Chủ tiệm. Chủ tiệm mình có thợ không? Có học trò mà nó ra nghề hết. À, bây giờ có mình nên là chưa có học trò mới. Vậy là mình đi đâu có được nhiều, đi là phải đóng cửa tiệm đó phải không? Đi phải đóng. Tại vì tiệm là hoạt động suốt tuần luôn đúng không? Thứ bảy chủ nhật là mệt lắm, khách đông. Thứ bảy chủ nhật là khách đông. Còn công chuyện của mình làm thì cái giờ thời gian nó như thế nào? À, em làm suốt chị, em nghỉ thứ bảy chủ nhật, nghĩa là em dạy luân phiên suốt trong các ngày trong tuần á. Dạ, nếu mà thời gian vậy rồi anh vậy rồi làm sao mà anh, ví dụ giờ anh có bạn gái thì anh đi chơi với bạn gái ở cái thời điểm nào để mà mình tìm hiểu tiến tới hôn nhân? Đó thì nghỉ đi tao bình thường thôi đó. À, nghỉ đi bình thường. Nghỉ một tháng đi cũng không sao. À vậy đó hả? Bây giờ em hỏi một xíu là giờ kinh tế anh đã ổn định chưa? Anh có thể lo cho vợ con được chưa? Dạ ổn định rồi chị. Dạ. Thế anh nghĩ điểm mạnh, điểm yếu của anh trong cuộc sống là gì? Em xin nói về điểm mạnh. Dạ. Em thuộc tiếp, biết chăm lo cho gia đình. Tính em cần mẫn và quyết tâm cao. Một khi ta đặt mục tiêu em đã kiên định đeo đuổi đến cùng. Em chân thật, nhiệt tình, biết quan tâm và biết nghĩ cho người khác. Tính tự lập cao và có trách nhiệm trong mọi việc. Ngoài ra em có sở trường biết hát, biết làm nhân quỷ gia đình nữa chứ các bạn. Wow, ủa sao anh nói chuyện giống như hát vậy? Đây là có thơ luôn ha, anh làm thơ hay sao vậy? Không có, tại vì nghĩ ra vậy thôi. Nghĩ ra, nhưng mà anh có viết ra, anh đọc trước, anh nhẩm, anh học trước không? Mà sao anh nói nó trôi chảy mà nó hay, líu lo như anh đang hát vậy? Cũng có viết ra. Có viết ra? Dạ. Rồi nghĩa là anh rất nghiêm túc với cái buổi hẹn hò ngày hôm nay đúng không ạ? Dạ. Thay mặt chương trình cảm ơn anh nói hay quá. Mình nghe kịp không nha em? Dạ kịp thì. À, rất là dễ thương. Cũng nhanh. À, nói nhanh nhưng mà nó có vần có điệu lắm. Dạ. Thế còn mình thì sao? Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? À, điểm mạnh của em thì trong công việc em nghĩ em là người có trách nhiệm trong công việc, luôn hoàn thành những cái công việc mà được giao nè, có tính cầu tiến. Ừ.
Còn về trong cuộc sống thì em biết nấu ăn và em là tiếp người của gia đình. Ừ, như ông bà cho hỏi một câu vẫn tò mò bên đây. Vậy là anh thường hay coi chương trình lắm hả? Dạ thường thôi. Anh biết em hỏi câu gì luôn nha, anh chuẩn bị sẵn đáp án luôn hả? Thấy gì mà cái gì đem cho chị luôn. Biết Tường mê gì đem cho Tường luôn. Ủa dạ, là Tường mê gì đem gì cho Tường vậy? Thấy cái coi trên mạng chị Tường nói là chị thích uống chanh muối nên là quyết định cho hai cái em làm chanh muối đem tặng cho các Tường. Trời ơi dễ thương quá. Một trái đó chị uống 4 ly nha, đừng uống nhiều, uống một trái là quay quay nữa mặn nha. À rồi rồi, cái em hiểu rồi. Thường thường làm cho những đứa em bán cà phê. Dạ. Mình bán gì mới có lợi, với quậy một trái là tới giờ là cho em rồi. Hiểu rồi, chất lượng nói chung là nước cốt đậm đặc đúng không ạ? Rồi cảm ơn anh. Bây giờ em hỏi chút xíu về tình duyên nè. Hiện tại em đang sống với ai à? Điểm yếu chưa nói hả? Điểm yếu chưa nói à? Quên, nãy bài thơ mới có điểm mạnh à. Dạ, điểm yếu. Em nói điểm yếu, tính em hay suy nghĩ và đôi khi mất bình tĩnh vậy. Hồi hộp, mất bình tĩnh. Yeah. Hay suy nghĩ nữa. Hay suy nghĩ nữa. Suy nghĩ về cái gì ạ? À? Thì tuổi này nó chưa có gặp cái gia đình này kia cũng suy nghĩ cũng rất nhiều rồi. Rồi vậy bây giờ em hỏi tình trường anh đó. Bây giờ là anh đã trải qua mấy mối tình rồi? Em đã từng trải qua một mối tình có yêu một cô giáo dạy trường trung học cơ sở thị trấn Mỹ Thọ được 6 năm. Em chia tay hơn 1 năm. Em cho cô giáo đó rất nhiều thời gian và cơ hội, nhưng cô giáo cứ hững vô tâm quá nên em đành dừng lại hai chữ gian dở. Sao mà thí dụ mình thấy không hợp thì mình chia tay sớm anh? Sao để tới 6 năm mà cuối cùng vẫn chia tay? Thấy cái cô đó thì cũng chịu nhưng gia đình ngăn cản. Gia đình cổ á? Gắn đèo thì rồi còn có sửa đổi không? Nhưng mà tại sao gia đình cổ ngăn cản, biết không chịu anh chỗ nào? Cũng lớn tuổi rồi vậy đó, xưa gì bị mổ dân gian vậy đó, họ không lấy chồng được, lấy chồng sao không có con, lấy chồng chi? Nó mà hỏi cổ, cổ nói cổ vẫn có con, tại gia đình nói vậy đó. Mà chia tay cổ được bao nhiêu năm rồi? Chia năm mấy rồi? Chia năm mấy giờ cổ có chồng có con gì chưa? Không, chưa có chồng, không có chồng luôn. Không có chồng luôn. À. Quen 6 năm. À. Một mối tình. Cũng lâu lâu là cũng gặp nhau này kia, cũng nói chuyện bình thường không có gì hết. Nhưng mà em hỏi thiệt cái này hơi, tại vì anh cũng có tuổi, lớn tuổi rồi. Nên em hỏi cái chuyện này nó cũng không có gì mà gọi là sai quấy hết. Em quen 6 năm nhưng mà anh với chị có ở với nhau không? Dạ không ở. Sao biết không có con? Tại anh không ở hay là tại chị không, không cho anh ở? Gia đình nó chỉ bị mổ ung nang. Ung nang thì... chứng. Mà cổ, sao cổ nói cổ vẫn được? Mà con gia đình nói vậy mà cổ nói chỗ còn. Mà sao anh chị cũng lớn tuổi rồi mà quen 6 năm mà mình không có sống thử với nhau trước hả? Không có luôn, có đi chơi từng đi ăn gian đi lắm mà không có. Cổ tách cổ khó lắm. Cổ khó hay là tại anh không có tấn công? Không có, cổ khó chứ, khó tấn công mà cổ khó. Sao anh không xin xỏ? Không được. Dạ, là quen một mình anh thôi đó, 6 năm là một mình anh đó. Anh cũng là một quen có một mình cổ chứ nhiêu. Yeah. Như vậy em hỏi thiệt anh nè, là anh có cái gì quan hệ với ai đó trước hôn nhân chưa? Dạ chưa. Là có nghĩa là anh có biết là làm cái chuyện đàn ông chưa? Cái đó chắc biết mà cái đó chưa biết thử. Biết mà chưa thử có nghĩa là chưa biết. Là 45 tuổi là còn zin. Em nói thiệt, em nói giỡn mà thiệt hả anh? Nói thiệt. Thiệt luôn. Dạ. Không dám làm vậy thôi chị ơi. Mày lại lỡ rồi lại để đứa con ra, không ra tội nghiệp. Trời ơi, 45 tuổi, còn nguyên si bà xì. Rồi có mận ăn gì được không anh? Anh nghĩ sao? Được, chắc được chứ, chắc được chứ. Chắc thôi đúng khỏe không? Lắm. Còn khỏe lắm hả? Sao anh biết anh khỏe? Anh chưa làm chưa sao biết anh khỏe? Anh dựa trên cơ sở nào anh biết là anh khỏe? Gia đình trước á, cha mẹ còn sống á, thấy ngày qua tôi không có vợ dắt đi khám thử. Cái bác khám bác sĩ này nó bình thường, không có gì chơi, mà tại nó không chịu lấy vợ. Là có đi khám bác sĩ, bác sĩ nói khỏe. Khỏe, cha mẹ nó nói sao lớn tuổi này cứ vậy, đem cứ cậu vợ nó tùm lum mà nó không chịu. À. Nhưng mà anh thích phụ nữ không? Thích. Khi mà nhìn thấy một người phụ nữ đẹp, anh có rạo rực trong người không? Rạo rực chứ. Hoang mang quá, để tôi xem lại. Có rạo rực. Có rạo rực đúng không? Rạo. Rồi, tới bên em. Nếu như mà nói tình chính thức á, thì em chưa có mối tình nào là chính thức chị. Là sao? Có nghĩa là hồi thời em sống ở dưới quê á, năm 17, 18 tuổi gì đó thì cũng có một cái mối tình mà kiểu trẻ trâu á. Rồi sau đó thì em lên Cần Thơ em sống. Thì em đi học, em đi làm, ra trường rồi xong rồi thì cũng có quen một, hai người. Mà cũng chỉ cao lắm rồi, 6 tháng mà em dừng lại tại thấy không phù hợp. Nhưng mà có gì sâu đậm chưa? Em nghĩ là chưa. Cũng chỉ nhắn tin qua lại rồi nói chuyện rồi gặp một hai lần rồi thôi. Vậy là không lẽ em cũng giống như anh bên đây? Hả? Trời ơi, sao vậy? Sao phí tuổi xuân vậy hai bạn? Trời ông trời, để cho hai bạn dành cái thanh xuân đó để dành cho nhau. Nếu mà một người từng trải mà gặp một người như vậy thì đơn nhiên hai người có người thiệt thòi. Còn hai người không biết gì trơn luôn. Công bằng, trao cả thanh xuân cho nhau, được không anh?
Dạ được. Nếu được bao giờ mình quen nhau hợp lý thì bao giờ mình tiến tới hôn nhân? Hết năm nay. Hết năm nay. Em thí dụ em có chịu qua cái câu lãnh để sống với ảnh không? Nếu mà được. Trước kia thì em có cái quan niệm là có thể em sẽ trả lời với chị là không được. Tại vì em có quan niệm là em lập nghiệp ở Cần Thơ. Nhưng mà những năm gần đây thì em đã thay đổi cái suy nghĩ. Em nghe chị Tường nói nhiều. Đúng rồi, lấy chồng là phải theo chồng. Dạ. Với lại đừng nói không, tại không yêu á. Dạ. Yêu cỡ nào cũng theo hết trơn á. Dạ. Chị cô cuốn gói theo trai luôn mà, tại không có trai nào để cuốn gói theo thôi. Dạ. Không có gì xấu hổ chuyện đó hết á. Trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng, với lại hai bạn giờ phí nhau quá, phí thời gian quá rồi. Nhưng mà em hỏi thiệt anh nè, anh 45 tuổi nè, chưa vợ nè. Có nghĩa là hồi đó giờ anh lo làm ăn không à? Giờ anh có của có vốn gì không? Anh nói em nghe coi, để làm sao mà người phải lo được cho vợ con người ta mới chịu làm vợ anh. Có dư chút đỉnh. Dư chút đỉnh là cái gì? Giờ anh có nhà riêng chưa? Dạ có. Có đất đai gì thêm không? Có đem bằng phán hay không? Đem cái bằng phán, đem sổ hả? Sổ đỏ đó hả? Trời ơi, lần đầu tiên tôi thấy có người đi tham gia chương trình mà đem theo sổ đỏ luôn trời. Trời đất ơi, đâu cho em coi nha. Trời ơi, hay quá anh ơi. Lần đầu tiên em thấy có người tham gia chương trình mà có sổ đỏ luôn nè. Trời đúng rồi nè, này cái khai sinh chứng minh luôn, giấy khai sinh luôn. Sách sách ly luôn ha. Trời anh này mà không lấy ai nữa đây trời. Thửa đất số 76. Đó. Diện tích 172.7 m2. Quá dữ. Đất ở tại nông thôn, thời gian sử dụng là lâu dài nha. Được công nhận quyền sở hữu sử dụng đất. Tặng cho ông Nguyễn Văn Hùng. Của ai tặng cho anh vậy anh? Lắc con già cha mẹ để ông anh đứng tên rồi ông anh phải chỉ nhượng. Có nghĩa là của cha mẹ để lại. Chia cho mọi người là bao nhiêu dư. Dạ tóm lại là đất cha mẹ để lại. Dạ đất dạ. Mẹ để lại. Là cái này là hiện tại anh đang ở đây luôn hay là? Hiện tại đó rồi. Dạ cái này là cha mẹ để lại. Còn cái gì anh tự làm ra đâu anh? Tiền mặt nào ông anh để đám cưới đồ này kia? Dạ có chứ chị. Vốn làm ăn đồ nhiều khi vợ bỏ xứ theo mình á, thì đến nơi mình phải tạo một cái công việc ổn định cho vợ. Ví dụ mở cái tiệm gì nhỏ, đủ khả năng không anh? Có tính mở quán cà phê cổ. Cà phê cổ vốn nặng lắm à? Không có, có chuẩn bị bàn nhiều lắm rồi. Bàn có chuẩn cổ, bị rồi. Bàn cổ. Bàn cổ có luôn hả? Có luôn. Nhà vậy ổn chuẩn rồi. Chuẩn bị em biết gì không? Chuẩn bị em chuẩn bị mơ cái chân mấy mai. Mình có mặt bàn nè, em mở quán phơi cổ nhặt. Ai thích nhặt trầm đến uống. Có kế hoạch tương lai rõ rệt. Được. Rồi. Bây giờ anh muốn kiếm một người vợ như thế nào? Anh diễn tả em nghe coi. Có mái tóc dài, có giọng nói dễ thương chút được rồi. Cỡ 1m6 trở lại. 1m6 trở lại là được. Thế còn chị, em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Anh ấy là phải có công việc ổn định, nghiêm túc, chân thành, biết đối nhân xử thế. Có cần ngoại hình sao không? Về chiều cao thì có thể từ 1m65 trở lên cũng được. Mọi cái khác thì chắc do cảm xúc ban đầu nhìn thì... Coi thử ở trong ba anh này anh nào là ảnh vậy? Cái người sao mờ quá em. Rồi bốn người luôn thì lựa đi, em cũng không biết luôn nữa. Có cổ ở trong đó. Đây. Tại sao anh chọn cô đó ạ? Cô này. Đây. Tại sao anh chọn cô đó? Thấy cô đó cũng lứa tuổi cũng cỡ hàng 40 mấy. Em chọn ai? Cái hình này anh chụp mấy năm rồi anh? 20 năm. Trời ơi, giờ ông đi lấy vợ 50 tuổi, 45 tuổi, ông đưa hình làm ổng mới có 25 tuổi à. Anh nhìn anh nào? Em chỉ ra. Kệ hốt luôn em ơi. Rồi mời hai anh chị nhìn về cửa trái tim nha. 1 2 3. Sao nè, trúng hay trật nè? Chào anh. Nhân ngày kỷ niệm, anh với em gặp mặt với nhau, anh có gì quý hơn? Có anh có mang theo tấm lòng và bó hoa hồng sáp, mang từ phương xa đến tặng cho em. Tuy là đơn sơ nhưng nhiều kỷ niệm. Em đã nhận bó hoa nè. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Em cũng có món quà. Cảm ơn em. Dạ, anh này em gửi cho chị. Chị cảm ơn em nha. Chị có tấm lòng nhé nè. Cái hộp của bó hoa. Anh biết là những quỹ gia đình anh có làm cho xin muốn. Ủa nãy nghe cái đó là của chị Tường. Không có, chị Tường là ghi. Tường riêng, ta chu đáo lắm. Rồi chị Tường cảm ơn nha. Em cảm ơn anh nha. Có món quà này là để tặng cho chị Tường. Chị Tường chị dùng cái rồi chị nhớ đến chương trình và có cắt cho chị rồi thì thôi khỏi coi đi. Thôi cái này khỏi coi ha. Khỏi này khỏi coi mãi là biết rồi. Cái này là xài 50 năm cũng hư. Rồi cảm ơn anh nha. Rồi không biết cái gì mà cho là thích rồi là quý rồi cái đã. Cảm ơn rất là nhiều. Nhưng mà em hỏi một câu nè, sao nãy anh tặng bó hoa cho chị mà anh xúc động, anh muốn khóc luôn vậy? Lý do gì? Xúc động hồi nào giờ chưa có nào cầm bó hoa để tặng cho một người nào hết. Em hiểu, em rất là trân trọng cái cảm xúc đó. Em có cảm nhận được không? Dạ, em có. Rồi chị cũng hy vọng rằng là hôm nay các bạn sẽ có một buổi nói chuyện thật là hiểu ý nhau. Hai người thật sự luôn, là những trường hợp rất đặc biệt và đã có tuổi rồi. Hy vọng là hôm nay các bạn tìm được một tiếng nói chung. Anh có món quà gì muốn tặng, món quà tinh thần ngoài những món quà vật chất này không? Hát được. Rồi mời anh. Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao cho em. Ngày nào đã quen nhau, mình chung hướng về
mình chót trao nhau đầu cười. Và tình yêu đó tôi đem ép trong tim, dù vội thời gian có làm mờ đi kỷ niệm của hai chúng mình, tôi cũng không bao giờ quên em. Hay quá. Em làm lại một khúc liền. Anh hát bài đó cái tựa quen mà anh chị, anh hát chị nghe bài hát mới luôn á. Sửa anh chút rồi, sửa cho nó. Em đến từ Cần Thơ cho nên chắc em hò một cái đoạn nhỏ, một cái câu nói về Cần Thơ nha. Rồi. Dạ. Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó ai đi đến đó lòng không muốn về. Trời ơi, ngọt ngào quá, cặp đôi này xứng đôi ghê. Thôi được rồi, màn gặp nhau rất là ấn tượng, hy vọng sẽ bắt đầu một cuộc đối thoại rất tốt ngày hôm nay. Bây giờ thì đến giờ ăn trưa rồi, bây giờ xin mời các bạn thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Phiêu Mượn. Rồi bây giờ Tường xin mời hai anh chị nha, thưởng thức một món ăn ngon, rất là ngon, rất đặc biệt của nhà hàng. Đây là cơm thố bò Wagyu. Vừa ăn, vừa trò chuyện, vừa tâm sự với nhau. Ít phút nữa thì Tường sẽ quay trở lại nha. Rồi mời hai anh chị em đi cất quà đây. Dạ em cảm ơn anh chị. Thôi em quan niệm thế nào về tình yêu và hôn nhân? Theo em thì trong tình yêu thì cần có sự chân thành và nghiêm túc, quan tâm, chia sẻ. Rồi nãy giờ anh thấy em cũng có trách nhiệm đó, để trong công việc có chí cầu tiến. Đây là những trong những điều anh đang kiếm tìm. Còn nữa còn là anh đánh giá rất cao. Quan niệm sống của anh á, hãy từ từ mà sống. Chọn dội cho mình một người để phá lấp từng nỗi cô đơn đó. Anh sẽ tìm cho mình một trái tim này có cùng một nhịp đập. Ở đó biết quan tâm, biết chia sẻ, biết hy sinh, vun vén chỉ đắp cho hạnh phúc của nhau. Và cùng anh đối diện khó khăn trong cuộc sống. Đôi khi mình gục ngã thì người đó cố gắng động viên mình lên. Nhà anh làm bao mấy anh chị em? À, bảy anh em. Anh là thứ mấy? Thứ sáu. Còn bố mẹ? Bố mẹ mất anh. Có anh em đông sợ không? Dạ không, bình thường. Nhà em thì ba chị em. Em là lớn, hai đứa em. Anh có hút thuốc? Dạ không. Uống rượu biết uống mà, nhưng đám tiệc uống chút đỉnh thôi chứ không uống nhiều. Dạ. Uống rồi dẫn về dẫn hết. Tôi nói tầm này nó đi đám vậy nó còn hết tóc vậy. Mình biết uống nhưng mà giống như là mình phải có điểm dừng. Dạ, được điểm dừng đúng rồi. Phải có điểm dừng. Ồ, cơm ngon không chị? Dạ ngon. Ăn món này lần nào chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Anh ăn món này lần nào chưa? Chuyện này chắc chưa ăn. Chưa ăn lần nào ha. Dạ. Rồi, nhưng mà nãy giờ mình có trao đổi gì về cái chuyện quan điểm về tình yêu và hôn nhân chưa? Vợ đi dạy mình nha, ở nhà nấu cơm, giặt giũ này nọ rồi cho vợ. Dạ. Rất đơn sơ mộc mạc ha. Anh nghĩ anh có phải là người chung thủy không? Dạ phải. Anh có phải là mẫu người gia đình? Anh có sẵn sàng giúp vợ trong công việc gia đình không? Dạ sẵn sàng. Giặt đồ nấu ăn được không anh? Dạ được, nấu ăn giỏi. À vậy hả? Anh nấu ăn giỏi là một chuyện, mà anh có chịu nấu ăn cho vợ không là chuyện khác. Chịu nấu chứ. Dạ. Nếu được thì em nghĩ bao giờ mình có thể tiến tới hôn nhân được? Thì chị biết ở tầm cỡ tuổi này thì chắc là khoảng 6 tháng hoặc 1 năm. Cái thời gian nhiều khi nó cũng không có quyết định gì, tùy theo cái lúc đó là mình sắp xếp như thế nào về công việc, về tình cảm đó chị. Trên tay Tường có hai lá thăm dành cho hai bạn. Hai bạn hãy đọc lớn yêu cầu ở trong này và hãy thể hiện theo những cái gì ở trong này yêu cầu nhé. Đây là một cái cách để cho các bạn có thể thoải mái hơn, để có thể tiếp cận với nhau và đồng cảm với nhau nhiều hơn. Rồi, mời bạn gái đọc trước đi ạ. Hãy thuyết phục bố mẹ hai bên đồng ý cho hai bạn cưới nhau. Nhưng vì cả hai ở tuổi thế hệ 7X nên bố mẹ từ chối, bạn sẽ làm gì để thuyết phục? Hiểu rồi. Rồi hai bạn đứng lên. Thời gian qua thì con đã làm cho ba mẹ phải lo lắng rất là nhiều. Cho nên là khi tụi con có quyết định đến với nhau thì tụi con sẽ chịu trách nhiệm với những cái gì mà tụi con quyết định. Ba mẹ yên tâm. Còn anh muốn nói như thế nào để thuyết phục ba mẹ? Mình không đồng ý rồi đó, mình nói như thế nào để thuyết phục ba mẹ nè? Con chào hai bác. Nếu Diễm mày đồng ý bấm nút với con á, thì dù cho hai bác không chịu con đi nữa, con gắng về Cần Thơ, con thuyết phục hai bác làm sao cho bác gả Diễm cho con. Con hứa. Con hứa con sẽ lo cho Diễm suốt quãng đời còn lại nè. Đó, rồi cảm ơn. Rồi hy vọng sẽ chờ được cái lời trả lời của hai bác nha. Rồi về chỗ đi ạ. À thôi, anh ngồi xuống, em ngồi xuống đi. Bây giờ đến anh. Massage cho đối phương mỗi 1 phút
nam massage cho nữ vì nam làm nghề cắt tóc massage. Rồi, wow. Biết, rồi em ngồi giữa vô ghế đi em, thư giãn một phút, ảnh qua massage cho em, sướng quá. Ước gì giờ có chàng trai nào cũng massage cho tôi. Trời ơi mạnh quá. Không có không vậy, thấy gì nữa không nè. À vậy hả? Về nhà, mai mốt lấy nhau về tối tối được massage sướng nha. Bonus thêm, trời ơi, ráng thêm, tôi thấy họ thường ghê vậy đó. Dạ, em đúng rồi. Em cảm nhận sao cưng? Ngó nghề của anh điêu luyện không cưng? Tại vì thường em đi thì em đi massage nữ không à, cho nên làm nhẹ nhàng, còn này mạnh quá, mạnh quá. Anh hơi bạo lực quá, có hồn. Dạ, anh chưa quen. Nhưng mà hơi tay nghề có vẻ là cũng điêu luyện, phải không? Dạ. Bụp 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 bụp, phải không? Dạ. Thôi bây giờ nè, mời em hôm nay anh đi, em thấy là gia đình đi theo, mình cũng có gia đình đi theo đúng không anh? Có đi cháu. Dạ, bây giờ em có thể mời gia đình anh vào để hỏi ý kiến cháu một chút xíu nha. Rồi mời em, cả gia đình luôn. Rồi, thế hôm nay nãy giờ nghe câu chuyện của cậu, vậy là coi như là mở ha, mở tương lai đi. Dạ, dạ. Thì em cảm nhận như thế nào? Dạ, em cũng thấy cũng xứng đôi. Nhưng mà sao? Em cũng muốn là chị này về làm mợ em. Ừ. Cái ý từ trong tim em là vậy. Ừ. Tại vì cậu em nói chung là từ đó giờ nói chung là chỉ biết cần cù làm, chỉ biết làm vậy thôi. Ừ. Nhiều khi nó trôi qua cái thời gian, nhiều khi nghĩ lại cũng tiếc cho cậu. Đúng cái rồi. Thời đã qua. Chị cũng muốn lắm đó, dạ. Mà chị cũng không biết là mợ đang suy nghĩ gì, mình cũng khó đoán. Dạ. Nhưng mà ví dụ nha, chị nói ví dụ mà mợ đồng ý đi. Hôm nay mà cậu mợ cho nhau một cái cơ hội thì em ở nhà có gì em đốc thúc cậu thêm một chút được không? Dạ. Em có vợ con rồi, mặc dù em nhỏ nhưng mà em, dạ, đã có vợ con, em có kinh nghiệm, tình cảm cậu nhiều, cậu yêu thương nhưng mà cậu chưa biết cách thể hiện. Em có thể hỗ trợ cậu mình không? Để cho nó nhanh, thúc đẩy cho nó nhanh tiến tới hôn nhân được không em? Dạ được. Vậy nha. Rồi, em có muốn nói gì với mợ không nè? Em nói mợ một câu đi nè. Con cũng thấy mợ thì cũng tốt, cậu cũng tốt. Nhưng mà ai cũng tốt hết. Nhưng mà phải cố gắng mài dũa cho nó ăn khớp với nhau. Cái nó thành một cái gia đình được, chứ mình tốt bên đây tốt mà không ăn khớp nhau cũng không được. Cháu rất là nhiệt tình, nó cảm xúc thật sự, nói từ trái tim luôn đó. Chị nghe chị cũng rất là xúc động. Hy vọng rằng là với cái nhận xét của cháu mình thì hai cậu và mợ hay suy nghĩ kỹ để trước khi mình đưa ra cái quyết định của mình nha. Rồi, cảm ơn gia đình của em nha. Rồi chúng ta sẽ ngồi chờ kết quả. 30 giây nhìn nhau đi ạ. Mỗi người nói với nhau một câu nữa, ai muốn nói gì cũng được. Cảm xúc hiện tại, suy nghĩ hiện tại, mong muốn bất cứ điều gì. Anh với em đến đây là coi những cái duyên, nên mình nên cho nhau cơ hội để anh nắm tay đi này là hết quãng đời còn lại. Em cảm ơn anh, em cảm nhận anh rất là chân thành, em chân quý cái điều đó. Được rồi, cảm ơn hai anh chị. Bây giờ ta đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của các tường, đồng ý bấm mạnh xuống, không đồng ý lấy tay ra. Nhá. Quyền quyết định là của anh chị. Tường đã làm hết sức, chương trình chỉ tạo cho mình một cái cầu nối thôi. Còn mình có chấp nhận đi đến với nhau để tìm hiểu, để mà nắm lấy cái cơ hội này hay không là quyền của anh chị nhé. Đặt tay vào nút bấm đi ạ. Sau 3 tiếng đếm của các tường, hãy đưa ra quyết định của mình và chịu trách nhiệm với cái quyết định đó. 1 2 3 Hết thời gian. Tại sao cậu cũng bấm rất chậm vậy cậu? Tại sao cậu bấm chậm vậy? Không, nó biết Diễm có bấm không? À, suy nghĩ không biết Diễm có bấm hay không. Thế còn Diễm, sao Diễm lại không bấm nút? Trong khi là Diễm cũng cảm nhận là anh ấy rất chân thành. Giống như chắc em chưa có thấy được cái cảm xúc đó. Anh chân thành, anh hiền, anh tốt. Em cảm nhận và em trân quý cái điều đó. Mà thấy anh chia sẻ có một vài cái thì em thấy cũng chưa dứt khoát lắm. Ra em cũng nói chung là chưa có cảm xúc. Ngay cả cái quyết định bấm nút mà anh cũng chần chừ nữa. Mình thích là mình bấm thôi, còn Diễm bấm hay không là chuyện của Diễm. Anh lần sờn có thể là trong cái câu chuyện hai người nói đôi lúc Tường không nghe rõ, Tường ra ngoài. Nhưng mà có thể là anh chưa thuyết phục được cô ấy. Đây là cái duyên của anh chị. Mình chưa có duyên với nhau thì mình phải chấp nhận thôi. Tại vì mình sống bằng cảm xúc mà. Mời hai anh chị đứng lên ạ. Thật sự là Tường rất là buồn, bởi vì đối với Tường đây là một cặp đôi rất là đặc biệt. Họ có rất là nhiều điều trùng khớp với nhau. Qua cái kinh nghiệm lần này thì anh cũng rút kinh nghiệm một xíu. Mình đàn ông mà làm sao mình mạnh mẽ hơn, mình quyết đoán hơn một chút thì người phụ nữ người ta mới cảm thấy rằng là người ta có thể yên tâm khi mà trao cái cuộc đời của người ta cho mình. Anh nha, và em tin rằng với một người
tốt, nhân hậu và cần cù làm ăn như anh, thì em nghĩ trước sau gì anh cũng sẽ tìm được một người vừa ý để mà xây dựng cái mái ấm gia đình của mình. Em tin anh là một cái người sẽ rất là biết lo cho gia đình, biết thương vợ thương con. Và em chúc anh có nhiều sức khỏe và chờ đợi cái hạnh phúc đó một ngày không xa. Dạ, anh nha. Cảm ơn chị. Dạ, chị cũng chúc em như vậy nha Diễm nha. Dạ. Thay mặt chương trình, Tường gửi tặng phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Dạ, cảm ơn em. Cảm ơn chị, em cảm ơn chương trình ạ. Thôi thì hôm nay không thành, hẹn gặp lại vào tuần sau quý vị nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình Hẹn Ăn Trưa, 12 giờ thứ tư, 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Chào đón hai nhân vật nam chính của ngày hôm nay, xin mời. Oh yeah. Oh. Rồi bây giờ mời hai cô gái đẹp gái qua đi. Bây giờ là trên sân khấu chúng ta đã có hai bạn trai và hai bạn gái. Mời bạn trai ở chiếc ghế màu đỏ, hãy giới thiệu trước. Xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Hứa Minh Đạt, xin chào hai bạn nữ cùng chơi, xin chào tất cả quý vị khán giả. Tôi tên là Lê Văn Cương, năm nay 29 tuổi và hiện tại tôi đang làm công việc đó là kinh doanh các sản phẩm đào tạo và các giải pháp giúp cho các hệ thống kinh doanh online kinh doanh và phát triển một cách tuyệt vời hơn. Quê thì ở Kon Tum, nhưng mà có 11 năm sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em ơi, dạo này chị live stream bán hàng ế quá. Dạ có, bên công ty em mới ra một cái phần mềm live stream sẽ giúp cho chị tự tin hơn, đẹp hơn, trẻ hơn và tiếp cận được nhiều khách hàng hơn. Rồi, hết chương trình chị sẽ kết nối với em nha. Cảm ơn chị. Rồi, bên kia. Dạ, lần đầu tiên em xin gửi lời chào thân thương đến anh Đạt, chị Tường cũng như là các cô chú, các bạn khán giả cũng như là các bạn đang ngồi ở đây. Em xin được giới thiệu, em tên là Thảo Trúc, năm nay em 25 tuổi, hiện em đang làm luận văn tốt nghiệp ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. Là về cái lĩnh vực gì em? Dạ, về kỹ sư á. Kỹ sư điện tử á hả? Dạ. Bây giờ mời chàng trai ở chiếc ghế màu xanh. Chào chị Cát Tường, chào anh Hứa Minh Đạt, chào hai bạn nữ. Em tên là Đinh Thanh Sơn, năm nay 26 tuổi, em đến từ Đắk Lắk. Công việc hiện tại của em đang là huấn luyện viên chuyên nghiệp tại California. Gym hả em? Vâng. Thấy nhắm tướng chị vợ ốm xuống 5kg nữa, em có cách nào cải thiện? Bao lâu xuống 5kg? Trong vòng 3 tháng này, 3 tháng này. 3 tháng xuống 5kg. Nhưng mà phải theo chế độ. Chế độ của em đưa ra hả? Rồi chút xíu mình tính sao. Mời bạn gái bên kia. Dạ em chào anh Đạt, em chào chị Tường và hai bạn nam bên kia. Em tên là Nguyễn Hoàng Oanh, em sinh năm 1998, hiện em đang là chuyên viên tổ chức sự kiện cho chuyên về sự kiện cưới ạ. Điểm mạnh điểm yếu thế nào? Mọi người hay nhận xét em thì có trách nhiệm khi làm việc, hòa đồng, thân thiện, em cũng biết ca hát. Còn điểm yếu thì em hơi cọc, em hơi quạo á. Hát thử miếng thôi, chút xíu thôi nghe trừ. Vậy thì em sẽ hát bài Người Hãy Quên Em Đi ạ. Người ơi, dù gì cũng xa nhau rồi. Em quên rồi. Em quên luôn lời. Quên em luôn, quên luôn lời luôn rồi. Chị kêu vô điệp khúc đi. Người hãy quên em đi. Vô nè. Vô luôn. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Nếu anh không còn gì để vương vấn, người hãy quên em đi. Đừng chờ mong chi nữa, tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa. Vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền, vậy coi như mình kết thúc êm đềm. Tình yêu như làn gió thoáng qua thêm. Rồi anh đi rồi em ơi. Sao Sơn, nghe giọng hát của Oanh thấy thế nào? Dạ, thấy giọng bà dễ thương. Có sao xuyến cõi lòng điều gì chưa? Khó chút chút thôi. Khó chút chút hả? Rồi thấy con mình thì sao nè? Giờ giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu của mình coi. Điểm yếu của em hơi cẩu thả. Trời đất ơi, cẩu thả là cẩu thả làm sao? Cẩu thả về sinh hoạt, hay quên. Em hay tự ti, giao tiếp trước đám đông quá vậy. Vì nghe rung rung quá vậy. Rung lắm, rung mà. Gì đâu. Mà cái cơ mặt giật vậy nè. Mai mốt người ta xách theo hai cục tạ đi theo để quay cho nó tự tin lên.
tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Jones 2-trong-1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1 giặt và xả tất cả trong một. Sao điểm mạnh có điểm mạnh gì? Điểm mạnh em chơi được tất cả môn thể thao. Ví dụ. Giờ chơi đá bóng, bóng chuyền, bơi rồi. Bây giờ gym có động tác nào, tập gym, tập đồ gì biểu diễn vài động tác tôi coi thử coi tôi tin tưởng không tôi mới bút show chứ. Đơn giản nhất thì mình hít đất. Thôi hít đất đi, lâu quá chương trình không ai hít đất hết trơn. Được không em? Đúng em. Không? Em ý kiến là hít đất là dễ nhất. Thấy chùa to như vậy mà. Ông này gian ha, cái mặt gian dễ sợ. Đâu, em bảo em định gợi ý cho bạn. Rồi, mời em. Hít bao nhiêu cái gì? Hết khi nào gục thôi. Ghê. Chuẩn à? Trời hết sâu dữ. Chuẩn vậy trời, PT mà. Trời ơi. Cơ lên. Hãy cơ lên nè. Trời ơi, quá sức luôn. Khúc nào là khúc đó luôn. Wow. 10 cái hết đất này bằng 20 cái của người ta nha. 30 cái đó chị. 30 cái đó chị. Đâu ra thử luôn. Em hít đúng không? Đâu. 3 cái. Không, em cũng hít được nhiều lắm á. Ừ, sao? 3 cái thôi nha. Kỳ vậy, 10 cái. Đó. 4. Đó. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Wow. Ngon, ngon. Vô chỗ. Đàn trai có màn khởi động là tốt, não bơm lên não. Hết rung chưa? Được ha. Đúng rồi, hít đất xong đỡ rung hơn. Ngoài lúc đi làm ra mình rảnh mình làm gì? Dạ em hay chơi game. Chơi game. Dạ. Trời ơi. Tuần thì hay đá banh với bạn bè. Rồi chuẩn bị tiền để lấy vợ chưa? À, chuẩn bị được ít. Tiết kiệm được nhiều rồi. Chị hỏi thiệt mà. Tâm sự đi, trải lòng đi. Tâm sự đi. Chị bấu tay bấu chân vậy chị không có mượn tiền đâu, hứa luôn. Chị giúp đỡ với hỗ trợ không à. Không được 300. Không được 300. Trời ơi, ngon lắm. Trẻ vậy là giỏi rồi ha. Điểm mạnh điểm yếu của Cương sao nè? Điểm mạnh của em thì có tuổi nên là cũng tính cũng trầm. Anh chính mà là có tuổi. Có tuổi nhất ở trong 4 người ở đây, có khả năng kết nối mọi người, làm cái đám đông nó vui và khuấy động lên. Đâu em khuấy động đám đông thử coi. Bao nhiêu số các anh chị ở đây muốn vui hơn thì chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn MC của chúng ta. Oh yeah. Tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn ekip của chương trình. Và khán giả hãy vỗ tay cho chính một người mình một tràng pháo tay thật to. Wow. Yeah. Ủa biểu diễn gì đi chứ? Em rất là thích hát những lúc mà buồn ấy, hoặc là đi tắm thì mình cũng hát một chút. Em có một cái bài hát mà nói chung là nó có cảm xúc với em, bởi vì nó gắn với một người mà em yêu khá là sâu. Đó là bài Đồi Hoa Mặt Trời. Em sẽ hát một khúc nó mix rap. Ok. Rồi. Chiếc lá nhẹ rơi vẫn còn kỷ niệm một hình bóng. Bài hát ngọt ngào sao xuyến du dương, anh luôn giữ mãi ở trong lòng. Anh hứa là sẽ mãi bên em, cho dù khoảng cách còn rất xa. Anh hứa là sẽ mãi yêu em, xin giọt nước mắt đừng rớt ra. Ngọn đồi mênh mông lại tỏa hương thơm hoa mặt trời. Những nụ cười mình ươm trong nắng, những ngọt ngào gửi vào cánh hoa. Những kỷ niệm lặng im trên mây, để nơi này của riêng đôi ta. Để mai này dù xa hai hướng, vẫn có người hằng ngày chờ em. Đến một ngày mình gặp lại nhau, giữa ngọn đồi ngập màu vàng tươi, những bông hoa mặt trời. Wow. Trời ơi. Đó. Nhưng mà đó là điểm mạnh á, còn điểm yếu? Điểm yếu thì em hay quên. Thứ hai nữa là ôm đồm nhiều việc, đang làm việc này lại nghĩ đến việc khác, nên là cái kế hoạch nó hay bị xáo trộn. Và thấy cái cơ hội này cũng nắm bắt và làm được rất nhiều việc, cái cuối cùng là nó không có cái gì nó ra hồn. Cái điểm yếu nữa là một trong những lý do em đến chương trình này, đó là em kiếm tiền được nhưng mà em không có giữ được tiền. Mọi người đều nói là nên lấy vợ đi thì sẽ giàu hơn. Hy vọng là sẽ có người đồng hành đến dạ em vâng. Sớm. Dạ. Wow, cảm ơn chị. Biết đâu là ngày hôm nay. Dạ. Vâng. Em rồi. Cũng hy vọng điều đấy. Mời Thảo Trúc ở ghế đỏ. Dạ. Ưu điểm của em là em làm tốt công việc được giao một cách chỉnh chu và em tự tin trong cuộc sống. Còn khuyết điểm của em á thì em nóng tính, với lại là em không biết đùa giỡn, thỉnh thoảng em hay lười. Tình trường của em thì sao? Dạ em trải qua một mối tình cách đây 3 năm. Được bao lâu? Dạ cỡ 6 tháng ạ. Người đó là gia đình em kiểu như là làm mai với nhau kêu em. Xong cái trong quá trình tìm hiểu xảy ra nhiều cái xung đột, xong rồi không có tiếng nói chung. Xung đột là xung đột như thế nào? Ví dụ như trong một vấn đề đi thì em với anh nói chuyện là anh đó sẽ
cãi lộn như là cãi cho thắng em luôn, chứ không thể nào nhường nhịn em được, kiểu như là nói với nó cho hơn có được chứ không có nhịn em, nên là em thấy nó kỳ kỳ đó. Ai là người đề nghị chia tay trước? Dạ em ạ. Là một mối tình duy nhất đó thôi đó hai em? Dạ. Lý do gì mấy năm nay nay là không có một thêm một cái mối quan hệ nào khác? Dạ tại vì em nghĩ như là kiểu như là mình quen là mình phải xác nhận là mình cưới thì mình mới hẳn quen, chứ đừng có quen linh tinh, nó kỳ lắm. Yêu là phải hướng tới cưới là dạ dạ đúng quen. Rồi yêu là phải hướng tới cưới chứ đừng có quen chơi chơi. Đồng quan điểm. Tôi đang hỏi cô Trúc mà bạn bên đây bạn sọt vô hoài ha. Mình trải qua mấy mối tình rồi. Thực ra thì em chưa có mối tình nào cả. Chưa có mối tình nào cả. Hả? Lý do? Em cũng không biết, em nghĩ là em bị một cái lời nguyền nào đấy. Đôi khi mình nhìn lại thì mình cảm thấy rất là tiếc nuối, bởi vì thanh xuân đã đi qua và có những cái giai đoạn mình còn được tự do, mình còn được thoải mái, mình yêu. Đến cái khi mà bắt đầu đi làm thì bị cuốn vào công việc, đến lúc mà mình ra khởi nghiệp thì lại bị lo nhiều thứ. Quen một người để cùng mình đi lên thì nó dễ. Đến cái tuổi của em tầm này đi tìm một người đồng cảm cùng mình xây dựng khi mà đang có rất là nhiều thất bại thì nó cũng khó. Gì mà bi quan dữ vậy, tình yêu nó đẹp lắm. Bởi vì xung quanh em nhiều bạn rất là đổ vỡ và tình yêu nó rất là phức tạp. Nên em cảm thấy mình bị mất cảm xúc với tình yêu, bị mất duyên. Và ngày hôm nay đến chương trình là xác định mục tiêu gì nè? Em muốn giải cái lời nguyền đấy. Ai mà yếm mình, có em tự yếm em thì có. Bỏ mấy cái suy nghĩ mà bi quan nó đi. Bây giờ quyết tâm chưa? À dạ. Cô gái ngồi ghế màu xanh, em hãy tâm sự về tình trường của mình đi. Em thì có 3 mối tình ạ. Wow, wow, wow. Hầu như thì nó cũng chỉ ngắn ngủi thôi chứ nó cũng không có kéo dài. Mối tình thứ nhất thì đó là học cấp 3. Còn đối với người thứ hai thì bạn đó đang quen bạn khác và bạn đó tìm để mà quen em. Thì em vô tình là cái hai tài. Người thứ ba ở trong cuộc tình của họ. Lúc đó em xử lý sao? Em nghĩ là mình nên kết thúc thôi. Rồi. Chứ em không bắt cho người đó phải lựa chọn là em hay là người yêu. Em nghĩ em cũng là người đến sau người kia thôi. Em chào chị. Tiếp đi em, tiếp đi em. Mối tình thứ ba thì bạn đấy lại nhỏ hơn em 1 tuổi. Là em làm về sự kiện cưới. Thì cái dịp như là cuối năm ấy thì em khá là bận, em phải đi tỉnh nhiều, xong rồi cũng không có thời gian nói chuyện với nhau. Thì trong cái thời gian đó thì bạn đó có tìm đến một người khác. Gì hoài vậy? Là cũng có người thứ ba nữa? Em phát hiện ra luôn. Em vô tình xem điện thoại. Em cũng không phải là lúc nào cũng phải kiểm tra hay như thế nào, nhưng mà thỉnh thoảng mình vô. Cứ thỉnh thoảng vô là dính. Dạ đúng. Đàn ông người nào cũng vậy em ơi. Đạt nó cũng vậy đó em thấy không? Không có, em không có luôn. Tại giả không kiểm tra chứ kiểm tra cũng lòi ra. Có, điện thoại em giờ đem túi luôn thì. Bao nhiêu lâu rồi? Khoảng 6-7 tháng. Quên hẳn chưa? Chứ bị mấy cú đó đau lắm à. Mình sống thì mình phải luôn hướng về việc trước thôi. Mình có phải khóc rơi nước mắt vì những mối tình đó không? Một buổi thôi chị. Là cũng có khóc cho nó thỏa mãn không? Xả ra hết là bỏ đúng không? Mình là tích cực hướng về tương lai. Được, tôi thích cô này. Sao em nghe chuyện của Oanh em thấy sao nè? Thấy Oanh tội, thương cái gì? Đúng mà thấy thương thì đừng thấy tội. Tội là tội chưa xử á. Còn tình trường mình sao? Tình trường của em thì trải qua nhiều mối tình nhưng mà có một mối tình sâu sắc. Năm cấp 3 sau khi em xuống dưới thành phố Hồ Chí Minh làm việc và học thì em không ít quan tâm được bạn á. Đúng cái lúc đó thì người con gái có một cái sự quan tâm người khác á. Nên bạn nói thôi em xa mặt cách lòng. Trời. Theo tình thì tình phụ, phụ tình thì tình theo. Nhưng mà em đã thấy cái lỗi của mình là cũng vô tâm thì em có hối hận không? Lúc đó em cũng vừa tuổi mới lớn lên nên em cũng nghĩ là mình yêu là để đó được rồi, em cũng không có bù đắp nhiều quan tâm em nên em thấy lỗi là từ phía mình. Chưa có kinh nghiệm nhiều ha. Mối tình đó cách đây chia tay vậy là bao lâu rồi em? Dạ cũng 3 năm hơn rồi. Bây giờ có còn buồn không? Dạ thì cũng còn buồn nhớ. Có khi nào tìm về chốn cũ không? Em ít khi về nhà, nhưng mà mỗi về nhà thì cũng có ghé vô nhà ba mẹ bạn á, mua quà đồ bình thường. Tại vì ba mẹ đó, bạn biết ba mẹ em. Bây giờ cổ không có ai hết, cổ đang ở không rồi, cổ quay lại cổ kiếm em, cổ muốn kết nối lại để em có quay lại để bù đắp cho cổ không? Dạ em nghĩ là không, tại vì thời gian quá lâu rồi. 3 năm mà lâu gì, 10 năm không gặp tường tình đã cũ. Nhưng mà em cảm thấy là giờ không còn tình cảm nữa. Ai cũng có một câu chuyện để trải lòng hết. Khoan, xí, cho tôi phát biểu ý kiến này chút xíu. Chị nhớ hồi đầu em hát bài hát, em nói là có một cái mối tình gì đó em sâu sắc. Rồi cuối cùng em nói em chưa có mối tình, vậy cái bài hát đó là mối tình với cô nào? Cái đó là mối tình đơn phương sâu đậm. Tại sao hồi nãy hỏi tình trường không kể? Nói chung nó cũng không có vui gì lắm. Đơn phương mấy năm, bao lâu? Khoảng 3 năm. Em cũng tỏ tình nhưng mà em không có nói. Em viết thư
Xong em bỏ vào một cái lọ thủy tinh, em mua cái cây xương rồng, em bỏ cái thư ở trong cái cây xương rồng đó, tặng vào sinh nhật của bạn ấy là 17 tháng 12. Nhớ kỹ quá ha. Mối tình khắc cốt ghi tâm. Nhớ mà, bây giờ nhiều mật khẩu của em vẫn đang dùng ngày sinh. Sau đó thì khi cái cây xương rồng nó chết thì bạn ấy đổ ra và tự nhiên bạn đọc được lá thư thì bạn ấy bảo là tiếc quá, bây giờ mình đã có người yêu rồi. Nếu như mà lúc đấy mà tỏ tình thì chắc có lẽ đã khác. Trời ơi, nghĩ sao bỏ bỏ lá thư, bỏ tình mình dưới cái gốc cây á, tặng cho cây cho người ta thì người ta phải chăm sóc. Rồi chăm sóc hoài cái cây bắt đầu chết, dục nó bức thư. Ông tào lao lắm luôn. Rồi bây giờ ở đây thì giờ muốn tìm một mẫu người lý tưởng như thế nào nè? Em thích mẫu người con gái truyền thống nhưng mà nó cũng có cá tính. Em thích tóc dài, hơi nhuộm một chút cũng được. Em cũng thích hình xăm nếu mà bạn nữ có. Đấy, đó là thể hiện cái cá tính trong truyền thống. Dạ, à, okay. Thoải mái. Có nghĩa cũng không có phải là truyền thống quá đâu. Dạ, đúng rồi, thôi chứ có vâng, gì đâu. Vâng, vâng, thì ý của em là như vậy. Người phụ nữ bên đây, cái mẫu người như thế nào nè? Nhìn bạn, nhìn đối diện bạn đó xem kiểu là mình có cảm xúc, mình có rung động thì mình bắt đầu tìm hiểu, chứ em không có hình mẫu lý tưởng nhất định nào cả. Nhưng mình có cái chuẩn đặt ra không, ví dụ cao thấp, mập ốm, tóc tai đồ vậy đó, ví dụ vậy đó? Em không quan tâm cái đó. Dạ, quan tâm nhưng mà xấu quá đủ quen hay không có chị vậy không? Ví dụ như một người đi không cần phải đẹp quá nhưng mà người ta đối xử tốt với em, vậy là cũng là một cái hay ho rồi. Đối xử tốt với em và phải cãi lộn thua em? Dạ không có, ví dụ như chuyện nào sai là sai, đúng là đúng, đúng là sai em chịu sai. Đúng sai. Bây giờ em ghét nhất cái điều gì, em không thích điều gì ở người đàn ông? Em không thích cái kiểu như là nói nhiều hơn làm, em thích là làm nhiều hơn nói. Đừng có bị gia trưởng quá. Cũng đơn giản quá chứ. Không có đơn giản đâu, cái người mà không đặt ra cái tiêu chuẩn người đó mới khó đó, chứ đơn giản gì mà đơn giản. Mẫu người con trai mà em thích là như thế nào? À dạ, cao ráo. Có cao. Sáng sủa. Có sáng sủa luôn. Không hút thuốc. Em có hút thuốc không cưng? Dạ không. Với lại là em sẽ bị ấn tượng với những bạn mà bạn ấy cười lần đầu tiên ấy. Cười lần đầu tiên? Cười sao? Cười phát là chết queo. Hả? Mình nhìn thấy bạn ấy cười có nét đặc biệt ấy. Một hồi mà mở cửa này ra có người nào cười mệt bé. Chết queo á. Trời ơi trời. Trời mấy cô này ấn tượng quá, tuổi trẻ giờ mệt quá. Phức tạp khó hiểu. Đâu cười nhẹ cái nè, cười coi. Chết không? Không, không chết. Nhưng mà em không chết mà cổ chết. Chàng trai đừng cười quá trời kìa. Không biết có làm ai chết queo không đây nè. Rồi, còn Sơn thì sao? Mình thích mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ, em thích mẫu người bạn gái hiền, biết nấu ăn càng tốt. Bạn nữ mà mỗi lần mà em đi đá banh này đi cùng em. Sợ mấy chàng trai đi không chịu chở bạn gái theo chứ, còn đi mà thích bạn gái đi theo dễ rồi. Mẫu người lý tưởng giống như Ellie Trần. Nó đo ba vòng rồi hấp dẫn rồi này kia vậy hả? Da đồ trắng rồi phải không? Dạ, nếu có càng tốt thôi chứ. Ông Mai bà mối cũng đã lắng nghe ý kiến coi là sở thích của các bạn ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần phỏng vấn người thân, xem người thân có cho mình những ý kiến như thế nào trong cái việc chọn lựa ngày hôm nay. Hỏi bên nhà trai trước nha, hai chàng trai dưới kia. Hôm nay em đi, em đi cùng bạn Sơn. Theo cách của em nhìn ấy, thì hai bạn có một cái thiện cảm. Thì em cảm nhận ai sẽ phù hợp với Sơn hơn? Bạn ghế xanh. Rồi em trai. Em là Thắng, nhân viên của anh Cương. Hôm nay đến để cổ vũ anh Cương tìm được người yêu lần đầu tiên. Rồi. Mối tình đầu tiên của anh Cương. Hai bạn chơi hôm nay thì em thấy bạn ghế đỏ phù hợp với anh Cương. Là một người chi tiết. Cẩn thận trong công việc sẽ phù hợp với cái tính cách của anh Cương, là hơi quá tay trong mỗi lần đầu tư hay là làm gì đó vì đang còn độc thân nên cần một người chi tiết và có kế hoạch. Mời qua tới hỏi nhà gái nè. Mình là mẹ của bé Trúc, là mình muốn nói á, gia đình đã sắp xếp cho nó một lần rồi. Dạ. Nhưng mà vô tình nó tìm hiểu, nó nói là người đó không nói chuyện được và nó xin cha mẹ là cho từ chối cuộc tình đó. Rồi thì mình cũng tôn trọng con gái của mình. Rồi bây giờ có chương trình nó lên đây thì cũng mong tất cả mọi thứ đều do con gái mình chọn hết. Như vậy là hôm nay con gái mình cũng có được hai cơ hội để mà suy nghĩ á cô. Cầu mong cho nó có suy nghĩ, nó có bạn. Dạ rồi, cảm ơn cô. Rồi em gái. Thì em là bạn của anh. Nhìn về mặt ban đầu á thì anh ghế đỏ thì khá là hoạt bát, tự tin. Còn anh ghế xanh thì hơi nhút nhát một xíu. Lần đầu tiên anh cũng lên đây á, cảm giác nó hơi hồi hộp, nó lấn mất. Chứ ở ngoài anh cũng khác lắm. Anh có thể tự thể cái gì nó khác hơn đúng không anh? Chứ nãy giờ em thấy anh có nhiều đó. Rồi hát bài đúng không ạ? Cơ hội cho em đó. Thiếu em. Người tình mùa đông. Người tình mùa đông. Đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mây vẫn hay đi về,
Vẫn mưa, mưa rơi trên đường thầm thì. Vì đâu mưa em không đến. Dễ thương mà, hay mà. Hay mà. Dễ thương em ơi, trời luôn. Kia vậy vậy đó chứ mà dễ thương đó. Đúng rồi. Đúng không? Chị thấy ổn đó. Thôi, được rồi. Theo em tưởng tượng hình dung cô gái ngồi ở ghế đỏ đó. Khoan khoan. Hả? Trước khi mường tượng, em bật mí nhẹ, ở nhà cô bé này có nuôi tới 10 con chó. Phải không em? Dạ đúng, đúng không, hơn 10 con à. Một cô gái rất là yêu thương động vật. Đó, mường tượng đi. Có ăn thịt chó không? Ừ, không ạ. Tưởng tượng một cô gái bệnh đó, ngày ngày tắm 10 con chó, đố em hình dung cổ ra làm sao? Thực ra thì em rất thích những ai mà yêu động vật và đặc biệt là yêu chó. Tổng hợp những cái gì mà bạn bạn chia sẻ cũng như là của cô chia sẻ thì em nghĩ bạn là một người cũng khá là truyền thống. Đoán thử ngoại hình cái đi. Tóc dài, tóc dài, váy trắng, đi giày đen, váy dài. À là ý em muốn mặc đồ giống em cho vô công lê. À, đúng hả? Đúng hình như vậy á. Không là tưởng tượng thôi. Vậy còn em Sơn, em tưởng tượng coi bên bển là quanh mặc đồ như thế nào. Có thể hai bạn mặc váy. Váy. Tóc chắc hai bạn nhuộm hết. Tóc hai bạn nhuộm hết luôn hả? Tóc hai bạn nhuộm hết luôn, màu đen. Mở cửa được rồi đó, để cho ta coi. Mở cửa trái tim. And... hãy hướng về nhau cười đi, cho có ai chết không nè. Cười nè, cười nè. Cười. Được, em làm đi. Dạ, em cảm ơn. Đó, rất là ga lăng. Vừa mở cửa là có quà. Trời ơi, tới tấp luôn. Tặng chút. À dạ em cảm ơn. Rồi tặng anh. Dạ em cảm ơn. Hai món quà khác nhau nha. Có nhau người có nơ, có người không có nơ. Nhưng mà cơm ruột là giống nhau hả? À, ruột giống nhau. Mà gói khác nhau. À, dạ. Lý do là sao vậy? Dành riêng cho người ấn tượng hơn. À là dạ, có cái nơ. Vâng. Vâng đúng rồi. Em tạm gọi cái hộp quà khởi nghiệp. Bởi vì đây là hai cái quyển sách nó gắn liền với cái hành trình khởi nghiệp của em liên quan đến bán hàng và marketing. Một cái vé truyền cảm hứng. Kìa. Rồi. Dạ em xin phép được đọc ạ. Hãy lắng nghe tâm tình của chàng trai chưa có mối tình. Khởi nghiệp thành công nhất của anh là lấy được vợ. Anh mong rằng đó là em. Cảm ơn em. Dạ. Wow. Trời ơi. Cảm nhận của em như thế nào về món quà đó Trúc ơi? Dạ, em bất ngờ chị. Dạ, tại vì em không nghĩ em được tặng một món quà ý nghĩa như thế này ạ. Rồi quanh nãy giờ em có muốn gì có chết queo gì không? Nãy em nhìn nụ cười gì kìa. Có chết queo với ai không? Chưa chết. Dạ, nhìn anh thì cũng khá giống với lại ngoại hình mà em cũng mong muốn. Dạ, cũng cao ráo ạ. Sáng sủa ưa nhìn sạch sẽ, không hút thuốc. Cười hoài luôn, người ta ngồi người ta cười hoài luôn mà không chịu chết queo giùm cái. Không có chết đâu, cười hoài. Làm gì gồng quá vậy? Dạ, cảm xúc của em thấy đầu tiên là em thấy hai bạn rất là xinh. Nhìn trông bé rất là hiền. Hiền. Cái miếng điện nào xẹt qua xẹt lại có sao xuyến chút nào dành cho một ai đó chưa? Cho qua thử chạm điện cái đi Tường. Mời em. Đây. Nè. Dạ. Coi chừng chết queo nha. Sao tay anh lạnh vậy? Sao, cảm nhận sao? Thầy bạn ấm. Thầy bạn ấm quá hả? Em rồi, cho em nắm hai bạn. Không biết cảm xúc của như thế nào? À, anh dạ. Xin phép. Dạ. Bác cảm ơn. Anh luôn không? Anh thôi. Anh luôn không? Kỳ quá. Anh bắt tay. Cảm nhận. Cảm nhận là tay bạn ấm. Tay nào ấm? Hai bạn. Gì kỳ vậy ông? Có mình tay ổng lạnh nè. Em à? Dạ. 29 năm chưa có cơ hội. Wow. Hai ba. Em cũng thử chung bắt tay. Dạ. Ok. Chào dạ. Anh. Dạ em chào anh. Dạ. Ủa đối tác làm ăn hả? Hay là... mình phải nắm khoảng 5 giây. Okay, okay, 5 giây. Okay. 5 giây nè. Đó. Nhìn nói nhau không? Có cảm xúc gì không? Em rất là dễ thương, hy vọng em sẽ có những cái gặp được một cái mối tình nó không lạnh đạnh như những gì đã qua. Vâng, cảm ơn. Hãy cứ vui và đón nhận. Dạ. Cảm ơn anh. Nói với chính mình. Rồi. Đây, ok ok, hai tay. Tuần thế. Dạ. Rồi. Dạ. Tuần thế. Rồi, có nói gì không? Tay ấm. Bạn rất là dễ thương. Dạ, em xin phép em về. Gì mà hai cái ông này chán ghê, ông nào cũng xin phép về chứ gì. Ngày xưa em hay nói là 29 mùa lá đổ mà chưa một lần nắm cổ tay ai. Nắm tay là nắm rất là nhiều, nhưng mà nắm cổ tay thì nó có cảm xúc. Bởi vì em không nhớ ở đâu, nhưng mà người nói là khi yêu nắm cổ tay nó rất có cảm xúc. Cổ nắm cổ đây tay. Là mượn lại cái cổ tay của em. Cái cổ chúc, tay. Chúc, ok. Cổ tay. À, vậy rồi thôi. Cảm ơn. Ủa lời nhắn nhủ. Ủa vậy thôi đó. Dạ.
Bây giờ hai chàng trai này mình phải ra chủ đề cho hai bạn nó đi, chứ hai bạn nó không thể tự chủ động được đâu. Nếu mà trải qua cái giai đoạn thất tình rồi mình làm bạn với người yêu cũ thì các em thấy như thế nào? Dạ em nghĩ là làm bạn cũng là một vấn đề tốt đó. Lâu lâu cũng hỏi là công việc như thế này dạo này sao rồi. Tại vì lúc trước khi mà quen nhau á là hai người đã hiểu nhau á, nên họ hiểu được cái cảm xúc. Rồi nếu như người bạn gái hiện tại em không cho em liên hệ với bạn gái cũ thì em nghĩ sao? Quan trọng là tương lai, hiện tại và tương lai, nên em tôn trọng cái quyết định của bạn gái hiện tại. À, em nghĩ là nếu mà mình chia tay mà cả hai cùng đồng ý cho cái sự chia tay đó, vì không còn thương nhau hay không còn yêu nhau nữa ấy, thì mình có thể là chuyển sang làm bạn. Chứ còn như mà mối quan hệ đấy kết thúc nó không được êm đềm, không tốt ấy, thì mình không nên gặp lại nữa. Đối với quan điểm của em thì thêm bạn bớt thù thôi. Chia tay hai người mà bốn người vui. Em có những người anh chị mà họ chia ly dị luôn nha, chứ không phải là chia tay đâu. Ly dị xong thì người này có chồng mới, người này có vợ mới, hai gia đình chơi với nhau rất là thân. Đấy thì đó là một cái rất là văn minh ở trong cái xã hội hiện tại. Là chia tay trong hòa thuận, quanh nói đúng đó. Ví dụ bây giờ chia tay trong tức tưởi, mình bị bỏ rơi, bỏ rớt với bao nhiêu nỗi oan uổng, ấm ức tương lai đang sụp đổ, và làm sao mà em bỏ qua mà em làm bạn được em? Thực ra thì nếu nói xét về tâm lý thì nếu như bạn còn thù hận, bạn còn hình dung về người đó thì bạn sẽ gặp lại những cái người tương tự như vậy. Bạn phải bỏ qua để bạn có một cái hình mẫu mới. Nhưng mà thật mà nên là cái câu chuyện mà tại sao chúng ta nghe bạn Oanh bạn bảo là ba người đều cái gì giống nhau, bởi vì ở trong tâm thức của bạn ấy nó sẽ lặp lại điều đó, nên bạn phải bỏ qua, bạn phải tha thứ, và bởi vì có lỗi của mình ở đâu đấy. Hay quá. Dạ. Hay, chuyên gia tâm lý hay. Nghe chuyên gia tâm lý nói nha Cường. Dạ. Sao nha? Thì đúng là cái gì tha thứ được thì tha thứ, còn không tha thứ được thì thôi. Thì cũng tha thứ. Nhưng mà kiếm một người bạn rất là khó, mà kiếm được kẻ thù rất là dễ, nên là nếu như mà có thể tha thứ nhau để có thể làm bạn bình thường, cũng như là một mối quan hệ xã giao nào đó, tại vì mình đâu có biết được sau này cuộc đời mình như thế nào đâu. Nếu như có một vấn đề đó mình cần người đó giúp đỡ thì mình vẫn có thể liên lạc được. Hôm nay sao chúng ta gặp toàn những người tốt vậy? Vì tha không à? Hỡi ơi, tình là gì? Mấy ai có thể buông bỏ được? Nếu buông bỏ được hết cuộc đời nó tươi đẹp rồi làm sao? Đúng rồi, thế nên đâu có lý mặt sầu làm gì. Nhưng mà bà, bởi vì bà không ở thời buổi hiện tại, bà, bởi vì bà chưa gặp em. Gặp em cho bà mấy câu rồi. Để mấy câu rồi? Câu nào? Câu đầu tiên là tôi yêu bạn, tôi xin lỗi bạn, làm ơn hãy tha lỗi cho tôi, cảm ơn. Tôi yêu bạn, tôi xin lỗi bạn, làm ơn hãy tha lỗi cho tôi, cảm ơn. Lặp đi lặp lại thì kiểu gì mình cũng sẽ buông bỏ được. Chưa có mối tình nào cả. Em gặp người ta mà em cứ lập đi lập lại bốn câu đó, thể nào không, em cũng là mình nói với chính mình thôi. Nói lại coi. Tôi yêu bạn, tôi xin lỗi bạn, làm ơn hãy tha lỗi cho tôi, cảm ơn. Cái này là của một em không nhớ chính xác, nhưng mà cái của một cái bộ tộc ở Hawaii. Wow. Và nó chữa lành rất là tốt. Tối nay chị cũng sẽ về, chị ngồi thiền, chị ráng nhớ bốn cái câu của em. Bé nó chạy lại tát mặt em một cái chát. Dạ. Tôi yêu bạn, tôi xin lỗi bạn. Quan điểm của em là nếu như mà bạn ấy làm điều đấy là bởi vì mình đã xuất hiện ở đó để cho bạn làm điều đó. Và nếu mình không xuất hiện thì bạn sẽ không làm điều đấy. Nên là nguyên nhân vẫn là do mình. Cái đó rồi. Chúng ta chỉ bàn nhau trên lý thuyết thôi. Đúng rồi. Các bạn còn ai muốn tặng quà, tặng cáp, tâm sự gì với nhau nữa không nè? Bạn gái tặng quà. Món này là ai làm? Dạ em làm mà, em nhảy sớm em làm á. Em... Ok, cảm ơn Trúc. Cảm ơn. Ăn đi, mỗi bạn ăn miếng đi cho thưởng thức cái ngọt ngào của người ta, công tình người ta làm. Sao, cảm nhận như thế nào? Ngon, ngọt. Nó là ngon, đúng món em. Ngon ha, vậy là nữ công gia chánh có lẽ phù hợp ha. Phải vậy, vậy. Ai mình ai cũng thích nữ công gia chánh mà, đúng không? Dạ. Còn đây, đây, bé Oanh, bé Oanh. Dạ, em tặng con gấu bông hình bạch tuộc. Cảm ơn Oanh. Em cảm ơn. Cái con đó con gì vậy bé Oanh? Nó là bạch tuộc cảm xúc ạ. Bạch tuộc cảm xúc là như thế nào? Nó có hai mặt, một mặt quạo và một mặt vui ạ. Chị Tường cho các bạn thêm mỗi người 30 giây nữa thôi. Dạ. Chúng ta sẽ nói một điều gì đó muốn nói trong chương trình ngày hôm nay. Chào hai bạn. Anh quan điểm về tình yêu là cùng nhau lấp đầy khoảng trống cho nhau. Và đối với gia đình thì là sử dụng nhau chứ không phải là sở hữu nhau. Em rất mệt bạn bè của em, nó đi chơi, đi nhậu, đi làm suốt ngày. Một tiếng phải báo cáo, hai tiếng phải báo cáo. Anh đang đi này thế kia. Anh là người tự do, anh feel lắm. Nên là nhiều khi mà không báo cáo xong về giận xong rồi hờn trách. Em thì không quá ràng buộc vào thời gian của người khác. Em kiểu là mỗi người đều có một tự do riêng, một cái ý nghĩ riêng của mình, nên mình phải tôn trọng người ta. Dạ. Cảm ơn hai bạn. Anh muốn hỏi hai em một câu là anh cũng là từ Đắk Lắk lên đi làm á. Tương lai thì anh hướng sự nghiệp thì anh sẽ ở đây, nhưng mà hai em có yêu cầu là bạn trai mình hoặc là khi mà cưới á là có yêu cầu nhà, có nhà thì... Có nghĩa là có cần phải có nhà có cửa trước rồi mới đám cưới hay không? Hay là có thể là cùng cưới nhau rồi từ từ rồi mình mới xây dựng, phải không? Dạ. Ý em là như vậy đúng không? Dạ vâng. Đối với em thì mình tình yêu là mình phải cố gắng
đó là mình có sự cố gắng để mình vun đắp và mình xây dựng. Không cần là mình phải có nhà, có cửa, có tài sản, tất cả mọi thứ rồi mình mới tiến tới cái việc kết hôn hay như thế nào đấy. Ý em là đồng vợ đồng chồng tác bị đông cũng cạn cái gì? Dạ đúng. Rồi, vậy là ai cũng có một cái quyết định trong đầu nhẹ nhẹ. Bây giờ, đúng không? Các bạn hãy ngồi dựa vô cái ghế mình đi. Sau năm cái tiếng đếm của anh Đạt, các bạn hãy đưa ra cái quyết định. Nếu chúng ta không rung động và không muốn chọn ai hết, chúng ta có quyền không bấm nút. Nếu chúng ta muốn chọn cái người ngồi ở chiếc ghế màu nào, màu đỏ hay màu xanh, chúng ta hãy bấm vào cái nút tương tự. Nếu như mà cả hai ghế cùng bấm nhau thì mới là một cặp đôi. Và bây giờ là khoảnh khắc quyết định. 5 4 3 2 1 Mỗi người lý tưởng giống như Ellie Trần chị. Số đo 3 vòng rồi hấp dẫn rồi này kia vậy hả? Da đồ trắng rồi phải không? Dạ nếu có càng tốt thôi chứ. Em không thích cái kiểu như là nói nhiều hơn làm. Em thích là làm nhiều hơn nói. Đừng có bị gia trưởng quá. Cùng nhau lấp đầy khoảng trống cho nhau. Và đối với gia đình thì là sử dụng nhau chứ không phải là sở hữu nhau. Nhìn anh thì cũng khá giống với lại ngoại hình mà em cũng mong muốn. Bấm. Và đã có kết quả. Sao em không bấm vậy? Vì sao em không bấm vậy? Anh vậy tại vì cảm xúc của em lại là kiểu như chắc là em nên làm bạn trước nữa. Dạ. Chưa đủ rung động hả? Dạ. Cả hai anh luôn hả? Em cũng ngạc nhiên về kết quả này. Hai ảnh đều bấm em hết trơn luôn á mà em không bấm ai hết trơn trời á. Hỏi quanh coi sao quanh cũng không bấm ai hết. Sao quanh? Em không có ấn tượng ạ. Nói chung là chưa có một nụ cười chích queo. Đúng. Bây giờ cho em bấm lại, em có bấm ai không? Dạ em nghĩ em cần thời gian hơn nên là em nghĩ là lúc này là không hợp lý nên là em không. Vẫn giữ lập trường phải không chị? Không. Mời tất cả bốn bạn chúng ta rồi ra đây luôn nè. Không được bi quan về tình yêu. Không, nhớ chưa? Có cơ hội rất tươi đẹp ở phía trước, tình yêu rất đẹp. Chính xác. Em cũng vậy nữa, có thể hôm nay mình chưa may mắn, cái duyên mình chưa tới, hơi rụt rè, lần sau phải tự tin hơn một chút xíu. Không, để em mở cờ cái nè. Mở cờ. Trúc. Dạ. Thật ra là em chưa bấm thì chưa đậm cảm xúc đúng không? Nhưng em có hứa hẹn là sẽ gặp hai anh chàng này ở ngoài để mà tìm hiểu thêm đúng không? Dạ nếu mà có điều kiện thì có thể xảy ra. Vẫn có thể xảy ra nha hai chàng trai. Thôi được rồi, nhưng dù gì thì kết quả ngay tại chương trình ngày hôm nay là ông Mai Bà Mối vẫn thất bại. Về tay trắng. Một tràng pháo tay cho ông Mai Bà Mối. Chúc cho tất cả các bạn tham gia chương trình được nhiều sức khỏe và biết đâu tình duyên sẽ đến với các bạn một ngày không xa. Dù các bạn không đến được với nhau thì chương trình phải gửi tặng cho các bạn mỗi bạn một chiếc điện thoại Realme pin khủng sạc nhanh. Cảm ơn các bạn đã dũng cảm đến đây, dám bày tỏ, dám thể hiện bản thân để tìm kiếm một nửa cho mình. Và đây cũng chính là tinh thần mà thương hiệu Realme muốn lan tỏa. Đây, không sao, rồi, vẫn có quà nha. Và chương trình cũng xin gửi tặng các bạn, đây là We Well Dong Chi, nước uống thuần thảo dược chống oxy hóa, tăng cường sức đề kháng. Tặng cho các quà bạn luôn. Nha. Đây, tặng cho em luôn. Cầm nè. Và đây, rất dễ thương, nhãn hàng John cũng tặng cho mỗi bạn 1 năm sử dụng miễn phí bột giặt John 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1. Hay quá. Dễ thương nè. Đây, quá trời quà luôn. Đó. Xin xin nha. 1 năm sử dụng bột giặt miễn phí nha các bạn. Quý vị khán giả thân mến, hãy đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc với phiên bản kết đôi như ý bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy nhập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nha. Cảm ơn nhãn hàng bột giặt John 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 đã đồng hành cùng với chương trình để tạo cơ hội cho các bạn gặp gỡ và kết đôi cùng nhau. Kính thưa quý vị, chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào lúc 22:30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình được phát sóng vào lúc 22:45 Chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Quý vị nhớ đón xem và giới thiệu cho nhiều người cùng xem nha. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.